hết mức rồi bà nội ơi. Thôi cao một miếng nữa đi, nhìn nó đẹp hơn. Thôi cân chưa? Đó 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 đó, nó nặng quá, nó tuột xuống đây nè. Rồi rồi rồi, bây giờ giờ nghiêng trái, nghiêng trái, nghiêng trái, nghiêng nghiêng. Được chưa? Không đẹp, không đẹp, nghiêng phải, nghiêng phải. Bà mệt quá, bà mệt quá. Không, xoay đi, nó nghe nè. Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, xoay đi. Bà cứ nãy giờ cách tiếng đồng hồ à. Trời ơi, ông ở trên đó ông có thấy tôi ở dưới đây, tôi nhìn được bao quát toàn cảnh, tôi biết cái nào nó đẹp nhất. Biết rồi, bà ở dưới bà hay quá à. Ở dưới người ta canh dễ hơn mà từ nãy giờ một tiếng đồng hồ mà canh không được là sao? Thôi mệt quá, ráng xoay tôi lần nữa đi. Bà nhổ, bà leo lên đi, bà làm đi. Tôi sợ độ cao. Bây giờ bà bên nào nghiêng nè? Bây giờ xoay một vòng. Hả, xoay một vòng hả? Xoay một vòng 360 độ. Trời đất ơi, xoay vòng 360 độ bà rảnh quá à. Xây 360 độ là anh trở lại chỗ cũ rồi. À vậy thôi xe 180 độ đi. 180 độ hả? Ừ. Vậy là cuộc thi gì? Cuộc thi vừa nhân siêu tiên cát dòng hả? Hả? Ủa? Hả? Thôi vậy thôi. 180 độ có nghĩa là lật ngược lại vậy rồi người ta đồng sao? Tính lại là bây giờ ông nhìn đi, ông để cái tay đi, tôi nói tới đâu ông chỉnh tới đó. Bây giờ bà đi ra ngoài kia. Bà ra ngoài kia bà nhắm, bà đứng ở đây bà nhắm không có được. Ha, cả tiếng đồng hồ tôi mệt mỏi quá tôi nha. Tôi đi ra tôi không nhịn cái thang ông té đáng chịu nha. Nói chung là hùng vốn làm ăn với bà tôi cảm thấy là tôi bực bội rồi đó. Nha, đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài kia canh. Làm có chút xíu mà. Đi ra ngoài kia canh. Làm chung với nhau thì dễ dãi một chút đi cho công việc xuân sẻ. Đi vô trong này dịnh. Bây giờ là đi ra hay đi vô? Vô đây dịnh. Bà khôn quá à. Bà không leo lên đi, bà leo lên đi, bà không ai dịnh, bà té, bà cào đồm, bà chứ ở đó. Té bà đâu, bà đâu, bà nuôi tôi không, nuôi tôi tới già không, hả? Bắt tôi leo trèo, leo trèo. Đi ra ngoài kia canh. Đi ra ngoài kia canh. Ê, đi vô trong này dịnh. Thôi nha. Tôi không vô nữa. Tôi đứng ở đây tôi nhìn nè. Bây giờ sao? Một lần thôi nha. Cái thang này nè nha, nó rung rinh nha, tôi không nhìn nha, leo xuống không té đáng chịu nha. Nha, nha. Bà đứng bên cạnh nha, tôi nói trước rồi đó. Nè, nè, nè. Bà làm gì mà rung thang vậy? Tôi không có rung, ông rung. Bình tĩnh, không nói sao nghe. Hình như động đất 9 độ Richter. Mệt mỏi ghê vậy đó. Tôi với ông á, Hùng Dũng làm công ty phải không? À. Bây giờ công ty á, trời ơi, có hai mạng à. Bởi vậy cái gì mình cũng phải biết làm hết, tôi luyện cho ông thôi. Hay quá, bây giờ tôi luyện cho bà nè. Luyện gì? Dẹp cái thang. Bưng lên. Làm gì nó nhẹ tinh nè trời ơi. Gì vậy? Đi hướng nào vậy trời? Đi xuống đi nè. Bà, chưa gì đó. Hồi đó bà không có học hình học hay sao á. Ông á. Bà bưng như vậy nó rất là khó. Bà chỉa xuống đi. Đó. Đó. Trời ơi, tôi không để cái chân trời ơi. Bà ngu dễ sợ. Tôi chưa từng thấy bà nào mà lớn tuổi mà ngu như bà. Đó, bà làm gì vậy? Hả? Ông làm gì vậy? Bà làm gì vậy? Ách giữa đàn đeo gông vô cổ hả? Tôi mệt quá tôi buông. Ê! Trời đất ơi! Trời ơi, thôi để xuống đây giùm tôi cái đi, mất nhiều thời gian quá. Ngày hôm nay là cái ngày quan trọng mà ông làm từng lúc mà. Rồi, lại đây. Thiệt á. Chưa làm được cái gì hết. Mệt muốn chết. Ủa sao khiêng cái thang xong tôi đi ngang không vậy bà nội? Đi vô đây, Nè, uống miếng nước dừa đi, cho nó đỡ mệt. Rồi, vừa uống, nghe tôi hỏi luôn. Lạ, cái vụ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trà thiêu rồi má ơi. Trời ơi. Sao không thay nước trà? Trời đất ơi. Cái nhiệm vụ pha trà là của bà mà giờ bà đổ qua tôi luôn hả? Nào giờ tôi giận á là trong cái bình này để nước dừa thôi, bày đặt trà làm chi rồi thiêu mà. Cũng bà không à. Người ta để nước dừa hôm qua bà nói là thay nước trà cho nó ngon. Cũng bà không à. Thôi được rồi. Làm ăn với bà mệt mỏi quá. Tôi cũng mệt lắm luôn á. Nhưng mà thôi bây giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ cái chuyện này nha, tôi chưa có tính cái tiền máy quay mua 10 mấy triệu đó. Cái gì? Cái máy này mà ông mua 10 mấy triệu. Trời ơi. Máy này nó hay lắm nha. Hết pin là nó kêu. Hả? Ờ, nó có nhạc vậy đó, nó báo nó kêu 3 ngày 3 đêm luôn á. Ờ, mình không tắt là nó kêu 3 ngày 3 đêm á. Tắt đi. Ờ. Máy này cũng ngộ lắm nha. Nó không có cái nút tắt.
mỗi lần muốn nó tắt là lấy pin ra vậy đó. Trời ơi, máy gì kỳ vậy? Máy hiện đại nó vậy đó. Thôi được rồi, bỏ qua cái vụ máy móc này đi. Rồi. Sao có công cụ để làm việc là được rồi. Rồi. Bây giờ cái vụ mà casting hôm qua sao rồi? Bà làm ơn giùm tôi đi, nói thiệt á, mình là dân nhà quê. Một á là mình nói hẳn tiếng Anh luôn, ha. Hai là mình nói hẳn tiếng Việt luôn. Cái gì đó mà bà làm gì bà thuyết minh ra cơ kìa. Bà phiên âm ra cái kiểu gì mà dòng casting. Casting là cái gì? Tôi nghe mấy người trên Sài Gòn người ta đọc là casting. Thì đó, tôi mới đọc là casting đó. Không, cái này bà dịch vậy là không có đúng. Trời ơi, tôi đọc casting ở dưới quê người ta không có hiểu. Thành ra tôi phải phiên âm ra tiếng Việt là casting người ta mới vậy hiểu. Vậy thì bà đề là dòng lựa chọn đi, nó dễ hiểu hơn. Tôi ghét nhất là nửa nạt nửa mỡ đó. Thôi, nửa ăn rồi. Nửa Việt tôi mệt lắm. Túm lại là đã tuyển chọn được ai chưa? Có nhiều không? Trời ơi, một rừng luôn. Trời ơi, đông lắm. Trời ơi, đông thí sinh đến với cuộc thi của mình lắm hả? Ừ. Bao nhiêu người? Ba đứa. Ông Hùng hả? Ba đứa mà đông cái gì? Ba đứa là đông lắm rồi đó, là bà nội. Bà có biết không? Năm ngày nay tôi đi từng nhà, tôi vận động không? Tôi vận động, tôi thuyết phục. Đây nè, tôi nói chứ đi, lên tivi. Cái gì? Tôi nói lên tivi. Tôi nói là được lên tivi. Tivi, nói tivi. Biết tôi nói trả lời sao không? Sao? Không cần. Nó hát cho trong mặt rồi đó. Tôi đây bây giờ rất là nhiều những cái đứa mà nó trẻ trung á, là nó rất là thích nổi tiếng, nó bằng đủ mọi cách nó nổi tiếng, thì mắc gì tại sao nó không thích đi thi cuộc thi này? Trời ơi, bởi vậy mới nói nó không có tin tưởng vào cái cuộc thi này, hiểu chưa? Chắc tại thấy công ty của mình mới đó. Đó. Nhưng mà từ từ thì mình mới xây dựng được cái thương hiệu của mình chứ. Nhưng mà nói nào ngay cuối cùng cũng được ba đứa. Rồi thôi bây giờ. Sắc đẹp lồng lộn lắm. Ba đứa này bảo đảm vô công ty mình nó sẽ nổi lên bình luôn. Nổi lên bình là gì trời? Phải nổi bật bật hay là nổi làm sao chứ? Nổi bật lên chứ đúng không? Tự nhiên nổi lên bình giống như... Mệt quá. Gọi thí sinh vô, tôi muốn gặp. Các thí sinh, tập trung. Rồi, vô đây. Vậy đây là cách nhân tố đặc biệt của ông. Nhân tố đặc biệt không có dòng họ nhà tôi đó, hoàng thân quốc thích. Rồi vậy? Dạ. Dạ. Một hàng ngang nhìn thẳng. Cái dây nè. Đúng không? Đúng rồi. Ủa bỏ nha. Dạ. Dạ không gì chú. Cái gì làm cho con giật mình? Con nói cho chú nghe, cái gì làm cho con giật mình? Có cái gì đó mà giật mình? Ồ, giật mình thiệt. Trời đất ơi, con ơi con, mày đi thi mày làm ơn đi, đứng ở dưới đất đi, mày đứng trên cái bàn chi vậy bà nội? Chú đứng dưới đất mà chú. Chú á, con này con phải con dạy chú, mà mình lớn rồi, nói chuyện với con cháu mình đứng thẳng lên, đừng có quỳ gói, chú hiểu không? Quỳ gói không được. Tao đứng từ nãy giờ nghe mày cái thằng kia. Ôi, chú mới nói gì vậy? Chú mới gì, chú nhắc lại con nghe coi. Thằng kia. Chú bậy quá nha. Con là con gái. Trời. Phải kêu con nhỏ. Hả? Không kêu thằng được bậy. Trời ơi, mày là con gái hả? Dạ. Nhờ thuyết minh tao mới biết đó. Mai mốt mày phụ đề với mày đi con. Con là con gái đó. Chi? Chứ mới dòm tưởng BD giải phẫu không mà. Gái thiệt nha. Giải phẫu mà giải phẫu bị hư á, mày hiểu không? Trời con đúng. Gái thiệt. Con gái thiệt đó hả con? Gái thiệt. Tao nói nghe nè. Trời mưa đừng ra đường nha. Ông trời ông tưởng cột thu lôi ông đánh là trào đờm á. Trời ghê. Lớn kỳ vậy sao? Thôi. Thôi đừng có xỉa xói thí sinh nữa. Người ta đã đến thi với cuộc thi của mình là mừng lắm rồi. Bạn ghét công việc. Ghét. Mình lùng mình ghét mình cao. Cao mà cao đủ biết. Thôi thi đi mình thi đi. Thi đi chú. Thi chú. Còn con. Dạ con. Nó là con gái còn con là con gì? Con là con trai. Ôi trời ơi. Để đây luôn nha con nha. Dạ sao vậy? Trời ơi, con trai gì mà mặc xếp bóng vào nội. Mới giờ mày có tưởng đi nước cam không á? Nhưng mà con trai thiệt chứ bộ. Con trai đó hả? Trời ơi, trai thật luôn ha con. Dạ trai giặt đó chứ. Thẳng băng luôn đó ha con. Dạ thẳng băng luôn đó. Mà tao nghĩ đâu có sao giờ trai gái đâu có sao hay là cái gì đó mà cái gì chứ nghĩ không phải con trai đâu có sao đâu. Bò còn có bê, cá còn có cá bóng. Tại sao trên đời không có bóng có bê? Bình thường thôi đó. Trời trời, bà tự hào với cái giới tính của bà. Nguyên cái xóm mình sao giới tính hỗn độn quá bà. Dạ.
Cái gì? Thôi không sao, không sao. Chuyện đó không quan trọng, miễn sao là tài năng là được rồi. Con tỉnh táo không vậy con? Dạ tỉnh, dạ tỉnh. Có hai này nó bị khùng rồi. Con tỉnh nhất, tại vì con come from America, yeah. Con Việt Kiều hả? Cái lên English for today, yeah. Việt Kiều. Yeah, Việt Kiều, yeah. I come from far, far away. Biết mẹ gì trơn trời á. Thấy nghe. Giờ mặt con giống bệnh đau cấp 7 á con. Hiểu không? Vô chỗ. Dạ, vô chỗ nào? Chỗ nào? Ổn định chỗ ngồi. Rồi, ngồi. Ngồi đi. Kệ. Miễn sao nhiều khi có cái thí sinh nào đó xuất xứ từ nước ngoài, cuộc thi của mình nghe nó sang hơn, hiểu không? Rồi. Dạ ngồi rồi đó. Dạ rồi. Mày ngồi bán cá hả con quỷ kia? Hả? Ba cái đứa thí sinh này nó ngu dễ sợ luôn á. Mày ngồi vậy rồi quay hình sao? Quay hình là mấy cái hàng sao không có người, có phải là cái cuộc thi này ế không? Chia đều ra từ Sài Gòn tới Chợ Lớn. Để dạ, lên dạ. Mỗi đứa một hàng. Từ từ rồi mình nói xin. Mỗi một đứa một hàng. Rồi hàng. Nó che mất tiếng, ngồi vậy nó che mất tiếng rồi. Ai có tiếng ngồi tao đi đây mày ngồi. Nó ngồi che cho trời tay em thấy được tụi em đâu. Trời đánh à, cột thu lôi. Mày là cái cột thu lôi mày ngồi ở đây là máy quay người ta che hết mấy thí sinh sao. Cao nhất là đi ra sao ngồi. Mày vua lắm. Phái phái mùa. Trời sao tôi ghét mấy con cao mà không có cao độ biết. Ghét à. Dạ cho em ngồi đâu? Ở đây à. Ở đây hả? Mày ngồi đâu cũng được á, tại vì mày ngồi cái ghế với mày y chang nhau à. Đúng rồi. Thấy chưa? Ở đây. Mấy cái thằng ham mê danh tiếng hay mấy người. Rồi, tập trung nè. Tập trung. Dạ. Các thí sinh. Dạ. Tập trung. Dạ tập trung rồi. Tập trung. Dạ tập trung. Tao giả. Nha. Không giữ đi. Tụi em muốn khoe. Không, thằng này là giả nó được. Giới thiệu về tôi, về ông, giới thiệu về công ty mình, hiểu không? Tất cả thí sinh. Dạ. Xin trân trọng giới thiệu. Đây. Nói đi. Chủ công ty nói một cái tin rồi tôi mới nói được. May quá, sáng tôi chưa ăn gì chứ tôi có ăn là tôi ói hết rồi đó. Mà đứng lên là giống như búp bê bị hư vậy má ơi. Trời đất ơi. Thì cũng phải làm sao đó giới thiệu cho đây trân trọng là chứ. Giám đốc công ty. Giám đốc à. Wow. Xin chào. Chào các em. Nguyễn Thị Bé Sáu. Tên đó. Chứ tên gì? Đừng nói Linda Sáu nha bà nội. Gọi là Mộng Sáu đi. Mộng Sáu, nghe chưa? Là ngựa trong mộng mình mới thấy được chứ mà đời không dám nhận. Rất là vui khi hôm nay được gặp các em ở đây. Dạ. Chị cũng xin được giới thiệu cho các em biết, chị là biên kịch, biên đạo múa, dàn dựng các tiết mục ca hát, rồi viết kịch bản, dựng phim, tổng giám đốc, chủ nhiệm. Công nhận chị quá tạp nhạc luôn á. Nghe tạp nhạc. Quên. Hỗn hợp. Có nhiều chức vụ chứ không phải tạp nhạc, nghe chưa? Dạ quên, dạ đây quên. Là 6 trong 1. Chị dạ. Là 6 trong 1, còn đây. Đây là 5. Làm rất nhiều thứ. Xin tự giới thiệu. Tôi. Dạ. Cameraman. Production man. Rồi security man. Chị tay dạ. Luôn. Make up luôn, nói chung là 5 trong 1. Vậy. Vậy. Ông có cái nghề gì kỳ lắm. Nghề gì? Rờ gì đó. Trời đất ơi, tao rờ hồi nào, tao có nghề nào tao rờ đâu. Cái gì rờ, Cunity, rờ ẩu. Rờ Cunity. Dịch cho nó nghe đi, mày nói mày, mày bè ở nước ngoài vậy. Sờ Cunity là cái nghề quét rác đó mấy má. Quét rác hả? Ủa, rác làm gì? Bây giờ ngồi xuống. Ủa, chú quét nằm quét rác hả chú Năm? Bởi vì mai mốt tụi con á sẽ được công ty đào tạo cho các con học tiếng Anh luôn, hiểu chưa? Dạ. Không biết tiếng Anh bởi vì ta nói ra cái là ngớ ngẩn à. Cuối cùng mới nghe nghề gì? Security. Là bảo vệ, hiểu chưa? Bảo vệ. Thôi. Ôi, công nhận. Chú thấy con mặc bộ đồ này đẹp không chú? Hôm nay tôi thi về vừa, con áo bà ba cho đẹp đó, đẹp không? Đẹp đấy bà. Gì bà nội? Đúng. Anh chế. Chế cũng vậy vậy bà nội. Chứ tôi là chế. Đi mày là muối hả? Tao nghe a muối không kêu cái mấy cường khát nước quá trời luôn á. Em mặc áo bà ba. Mày sợ biết không? Mày nói cho cố vô rồi mày đòi khát nước hả mày? Ngồi xuống. Không phải, em khoe áo bà ba của em. Tại vì á, dân quê phải mặc áo bà ba nó mới ra
dân quê. Người ta nói vậy nè: từ bao giờ áo bà bá đi vào câu hát dân ca quê mình, anh xin mái tóc cũng xin áo bà bao nửa cho tình thêm say. Năm năm nói nghe là tôi thấy là các nhân tố của chúng ta cũng đặc biệt ra. Bây giờ mình tới cái tiết mục là giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, xúc tích. Quay rồi bây giờ, dạ, tất cả các thí sinh nghe đây, tự dạ, giới thiệu về mình nghe chưa? Dạ. Máy sẽ quay các bạn nha. Rồi, ngắn gọn xúc tích thôi nha. Bạn đầu tiên, đứng lên. Tự giới thiệu về mình. Chào bạn ấy luôn nè. Cái gì vậy? Cái ghế nè. Đứng đi. Đây là cuộc thi chứ không phải đại hội vạch mặt nha. Ôi trời. Nghe chưa? Nói giới thiệu về mình đi. Giới thiệu dạ, đi. Em tên Tuấn. Ê, sao mày dài quá mà mày giới thiệu ngắn ngủn vậy hả? Đoạn hậu vậy? Giới thiệu nghề nghiệp luôn. À, nghề nghiệp em là làm mấy cái đồ mỹ nghệ dừa đó. Em muốn quảng bá mấy cái văn hóa phẩm. Văn hóa phẩm gì? Văn hóa phẩm đồi trụy hả mày? Hả? Văn hóa phẩm dừa thì nói luôn đi. Tự nhiên văn hóa phẩm ngưng lại làm tao hiểu lầm, hiểu chưa? Cái hơi nó ngắn, nó bị cắt chỗ đó. Văn hóa phẩm dừa, mai mốt dạ, dạ, nó liên tục như vậy nghe dạ, chưa? Dạ, dạ. Để người ta hiểu lầm. Em muốn quảng bá cái văn hóa phẩm dừa đến... Đứng xa xa ra, trời ơi. Không có cái lồng nhau mới mua đẹp. Mặt nó đứng ra. Ngắn gọn xúc tích thôi cưng. Rồi, đây, đi đâu vậy? Xa xa. Xa dừa thôi chị. Dạ, dạ. Dạ, em muốn giới thiệu văn hóa đến các nước Iran, Iraq, Philippines. Anh. Em mới làm cái hộp á, cái hộp đựng cái lựu đạn đẹp lắm. Xúc Iraq. Cái gì vậy? Anh muốn em cho anh mấy cái. Ngồi xuống. Rồi thôi được rồi, qua thí sinh tiếp theo đi. Bé Cam nói đi cưng. Bé Cam. Ai là trời ơi, cái gì? Dìa xuống cho em vậy. Đừng. Trời. Ủa, con chứ. Ơi con, đây là cái máy quay. Hiểu chưa? Hết hồn được lên TV. Được TV hả? Ừ. TV hả? Mừng lắm. Dạ. Em là Tèo. Em là Tèo. Hiếp má. Tự nhiên đừng có nhìn vô máy hoài. Dạ. Hiểu không? Nói cho ba bà má em thấy em lên TV chứ. Vậy em là Tèo nè. Khi tôi sinh ra tôi đã mang tiếng con nhà nghèo. Bao nhiêu năm qua không đổi thay lớn lên cũng nghèo. Nghèo thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Nói tóm lại, đời là bể khổ, mà qua được bể khổ là qua đời luôn. Thơ văn quá. Anh ơi anh, em kêu anh tự giới thiệu về anh. Anh nói nhảm gì vậy? Ủa dạ anh quên. Dạ em tên Tèo. Mục đích cho anh tới đây là lên TV. Em là một phút có thể chặt được 60 trái dừa. Bà má ơi thấy em không? Bà mụ năm xưa móc miếng em ơi thấy em không? Em lên TV rồi bà mụ ơi. Bà... Ngồi xuống. Trời ơi thiệt á, khổ tâm ghê. Rồi con. Đến bé này, ta lỗi đây. Tụi bay thiệt á, thấy máy quay mắt tươm tướp. Không có cái văn hóa lịch sự vậy chứ. Yeah. Nói đi đừng có dè nữa. Cái gì hoài vậy? Tự giới thiệu về mình. Yeah, because I come from America, so yeah, em nói bằng tiếng Anh nha. Cái chàng là sao? Thằng này nó không có tỉnh táo. Dạ không ạ. Em can lay for the English for today được không sao ạ? Xin lỗi, có điện thoại. Cái gì vậy? Trời ơi, gỡ pin. Ê, cái này bên Mỹ có. Đợi chút, lấy pin ra. Máy lạ quá, máy pin mà có điện thoại nữa. Tao nổi tiếng. Rồi, nói ngắn gọn thôi cưng. Đấm. Dạ, tại em xuất thân và lớn lên tại... Nó kêu rồi, nó kêu rồi. Trời, nó bấm vô cái nút mát rồi, trời ơi trời. Ê, nó giống như cái điện thoại nhà tao, bấm vô cái wow quậy như hào nha. Ngồi đó đi cưng à. Hàng Mỹ ông nội ơi. Trời ơi, trộn rộn quá. Dạ, hãy nét cho anh, nét chưa, nét căng chưa. Rồi, giới thiệu đi. Dạ, em đến từ một cái vùng gọi là thành thị rộng lớn và trời phú cho em một mái tóc rất là đẹp. Dạ, thì em đến từ Hawaii. So, ở đó có rất là nhiều cây dừa, nên tài năng của em là trèo dừa. Dạ, nó ở Hawaii. Em ở Hawaii hả cưng? Dạ. Xin lỗi cho em nói cái, nó ở Cù Lao. Nó Cù Lao mà Hawaii. Nhà Cù Lao thì giới thiệu nhà Cù Lao, mày đặt xạo xạo là không có được nghe chưa? Không có sao hết trơn á, nhiều khi mình cũng xạo xạo một chút. Mình quăng lên TV những cái thông tin như vậy để khán giả thấy rằng là cuộc thi của mình có nhiều thí sinh đến từ nhiều nơi khác nhau, đúng không? Rồi bây giờ chị cũng cảm ơn các em là đã đến đây để tham gia cuộc thi với công ty Gáo Dừa Media. Bây giờ chị cũng phổ biến cho các em luôn là cuộc thi của chúng ta sẽ có một giải thưởng rất là giá trị.
một chuyến du lịch. Ai thọt tiếp theo bà vậy? Các em bình tĩnh. Chuyến du lịch của chúng ta bằng bè. Bằng bè chứ. Đi đâu? Du lịch trôi sông. Trời ơi, gì chất quốc vậy? Du lịch từ đầu sông đến cuối sông. Đúng rồi, du lịch bằng bè. Thả trôi sông có nghĩa là thả bè trôi sông. Quay giống vậy. Chưa nói hết. Còn nữa, còn nữa. Rồi tụi em sẽ được ký hợp đồng độc quyền, được ăn dừa, được miễn phí tắm dừa một năm. Thôi, mà không sao, tắm dừa được, ăn dừa thì được. Nào giờ mình ăn dừa nè, rồi mình uống nước dừa nè, tán nước dừa nè. Lần đầu tiên được tắm bằng nước dừa. Tắm rồi, kiến bò giờ lên cắn sưng phù phù người vui lắm nè. Ôi, thích dừa quá. Em ăn thông đó cha. Chị thông báo luôn, các em cứ bình tĩnh. Rồi các em sẽ được nhận rất là nhiều những cái quyền lợi giá trị. Và cuộc thi của chúng mình sẽ bắt đầu luôn từ ngày mai với một cái dòng thi rất là khó, rất là kinh khủng, rất là chinh chiến, nói chung là rất là dễ sợ đó. Và bắt đầu ngày mai sẽ thi cuộc thi siêu nhân dừa. Dễ trơn á, hiểu không? Quá hay nhưng mà bị chấm 7 điểm, hiểu không? Rồi cuối cùng khán giả tức theo dõi chương trình, hiểu không? Rồi sau đó con mới quay trở lại con thi tiếp, hiểu không? Ủa, cho thi nữa hả? Là giống như mình tự đăng xê mình nữa hả? Đúng rồi. Thi lần thứ hai. Đớt nữa. Để cho khán giả tức nữa. Tức nữa mới coi nữa, hiểu không? Mong chờ tần số của chương trình. Rồi đi thi nữa. Đi thi hoài tới cuối chương trình rớt luôn. Ủa kỳ vậy? Sao ngang ngược vậy? Giống như chương trình thực tế nhưng mà có sắp đặt hết cho nó trội vậy. Kỳ vậy. Làm sao vậy? Không có một chương trình nào mà không sắp đặt. Yên tâm đi, hiểu không? Có kịch bản là có sắp đặt. Ít hay nhiều thôi, hiểu không? Mà tại vì chương trình của mình kịch bản này sắp đặt nhiều hơn, hiểu không? Coi như là muốn là khán giả coi, khán giả thấy nhà hay quá sao mà rớt, đúng không? Rồi. Khán giả nổi khùng lên, hiểu đúng không? Rồi khán giả nghĩ ban giám khảo cũng khùng luôn hả? Khán giả tò mò coi thử coi thí sinh nó như thế nào, hiểu không? Cuối cùng là cái cuộc đời con gắn là đi thi mãn kiếp. Đúng rồi. Đúng rồi. Chết thôi đó. Đúng rồi. Rồi á, vòng này thắng thì á. Ủa bà tôi bà là đối tác thôi, chứ đâu phải vợ chồng đâu. Có nhiều ụp vô vai tôi hết vậy bà nội. Ôi trời. Nữa. Khoảng cách. Rồi chị nói cho các cưng nghe nha. Cái dòng này người này thắng thì cái dòng sau người kia thắng. Nói chung á chỉ là tất cả chỉ là xáo trộn thôi. Tất cả các thí sinh của chúng ta đều rất là giỏi. Và khán giả hãy ủng hộ tiếp tục nha. Và thí sinh bị rớt cũng rất là hân hoan. Thắng rồi. Đặt dưa. Chặt dừa là nghề của tao mà. Đặt dừa nghề của tao, tao chặt 1 phút 60, 1 phút là 60 trái dừa. Đây chặt dừa. Nghề của em. Một phút chặt 60 trái dừa luôn. Từ. Rồi. Bà vô. Vô ghế bạn giám khảo đi, nhồi nhồi ra. Vòng này mày thắng á. Tiếp bụng thứ hai bắt đầu nha. Ê. Nè, nhỏ thi rớt kìa, qua bên kia ngồi làm gì vậy? Dạ không có, em đem nó dừa vậy em khoai thịt. Dừa gì? Dừa của người ta mà khoai thịt cái gì? Trời đất ơi, đang ghi hình mà cưng. Bỏ xuống, ngồi xuống đây. Để cho người ta thi. Không có được tự tiện lấy đồ ở trong trường quay nghe không? Dạ rồi. Ngồi cho bạn. Ngồi vô cái chị nhỏ. Rồi bắt đầu nha. Chị nào nghe chữ action nha.
là thi đi. Má, cả làng thấy ông rồi. Dạ. Con nhỏ kia, ba con bên kia. Đã đi thi mà. Ngồi ủ rũ. Bà mụ ơi, bà mụ nở đẻ con. Tiếp mục. Chắc vừa. 2, 3, chiến. Sao đông bể vậy? Rồi xong. Sao đông bể vậy? Chặt vừa không chặt, chặt máy quay luôn hả? Trời ơi. Sao đông đông bể vậy? Trời ơi. Như vậy là rớt rồi. Ghe về bên kia. Anh này chưa chặt mà rớt gì? Chặt đi cưng. Nó mới chặt nó vừa mà cái nào ăn hết rồi sao vậy? Phản đối sắp chặt nữa rồi. Tôi là vua chặt vừa, tại sao tôi không chặt được vừa mà nó chặt được vừa? Mấy đứa này đã nói là chương trình có sắp đặt mà. Hả, sắp đặt hả? Hiểu chưa? Chỉ là muốn em thua. Em đúng giỏi rồi. Mà em thua. Khán giả tức nó muốn nổi điên luôn đúng không? Đúng thì ra giám khảo điên. Nè, bây giờ tới vòng thứ ba là hái dừa. Ban tổ chức tuyên bố bạn đã vào vòng chung kết. Mời bạn. Có được lên tivi nữa không chú? Được. Vừa đã đi cưng, chúc mừng cưng nha. Còn hai bạn thí sinh này, nếu muốn vào vòng chung kết, phải vượt qua vòng thi hái dừa. Đặc biệt, phải tìm ra được trái dừa mà trong đó có chứa một mật thư. Cuộc thi hái dừa tìm mật thư bắt đầu. Vậy? Dừa một buồn bao nhiêu trái, mật thư nằm đâu ông nội? Vô duyên vậy tới kia tìm. Trời đất ơi. Hãy đi. Ơi, quẹ tới lấy bắt đầu vừa được. Trời đất ơi. Đừng có đụng vô cảnh. Đừng có đụng vô cảnh. Trời ơi, nào cái nào. Đây nè. Nó kìa. Đu đeo lá dừa đi. Phải lo phát sốt chứ phải chờ chết rồi mới tới hôn. Cứu tôi. Hay quá. Số này tuyệt vời luôn. Số này bảo đảm là căn nhà thích lắm nè nha. Dựng lên đi. Dựng cái dừa lên. Lên nè. Ôi nặng quá, mệt quá. Tôi phản đối công ty giả dối. Bây giờ bà phải dẹp ngay công ty media này. Nếu bà không muốn ăn chửi bằng ăn cơm ha, bỏ đi. Đây là công ty giả tạo, giả dối, tất cả đều giả dối hết. Điên rồi. Bình tĩnh. Không có chuyện gì ở đây hết trơn. Năm ha. Bây giờ vậy nè, cái công ty của người ta tổ chức ra một cái chương trình như vậy là phải có những cái chiêu trò để thu hút đúng khán rồi. Giả chứ lấy đâu ra cái chuyện gì thật sự là cũng đưa lên tự được. Tự nhiên kêu bỏ à, bỏ ta đầu tư vô đây biết bao nhiêu tiền kêu bỏ. Nè, bảo đảm cái số đầu tiên là thu hút khán giả liền nè. Công ty lừa bịp. Anh nhanh đâu, giật cái máy quay chứ không bắt anh. Công nhận rồi, xem xong tiểu phẩm cười sảng khoái và thấy an ủi, thấy sợ luôn. Thì ra trên thế giới không phải chỉ có một mình anh bị lừa. Cho nên á, qua cái chuyện này anh phải rút kinh nghiệm nha. Muốn tham gia cái gì á, mình phải chọn lọc, mình phải suy nghĩ thật kỹ cái cuộc thi đó có đáng để mình thi hay không. Đúng vậy. Bây giờ á, anh chào kết giùm em đi nha. Em đi đây. Em đi đâu vậy? Trời ơi, phải chào khán giả đi rồi đi. Thôi anh chào giùm em đi, em gấp lắm mà trễ cuộc thi của em là tiêu luôn đó. Ủa, em cũng tham gia cuộc thi hả? Dạ. Cuộc thi gì? Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Em đi nha. Ê, khách. Chết rồi quý vị ơi.
Bây giờ Đình Toàn phải ngay lập tức chạy theo Lê Khánh đi cản cô ấy lại, không thể nào cô ấy tham gia cuộc thi người phụ nữ quyến rũ được đâu. Và một lần nữa, Đình Toàn và Lê Khánh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Khánh, Khánh ơi, Khánh. Ủa anh? Em. Anh đi làm về rồi đó hả? À. Anh. Nói cái gì nè? Anh mệt không? Hả? Mệt không? Buông ra đi. Cái gì mà ôm không biết nữa, nóng nực gần chết. À, nóng nực kiểu này chắc là do anh đói bụng đúng không? Để em dọn cơm cho anh ăn nha. Thôi khỏi. Lát nữa anh ra ngoài ăn với bạn rồi. Ủa? Nhưng mà em nấu cơm rồi mà. Sao? Em nói vậy là sao? Ờ. Ý em sao? Không, em đâu có ý gì đâu. Tại em nấu cơm cái em chờ anh về ăn. Mà giờ anh kêu anh đi ăn với bạn nên... Ủa bình thường? Làm cả ngày mệt mỏi. Em phải cho anh chút thư giãn với bạn bè chứ. Có gì đâu mà nói chút xíu mà mặt chù ụ vậy. Em muốn đi đâu? Bữa nay anh về chở em đi shopping đó. Trời đất ơi, shopping thì lúc nào là chẳng được. Còn có chuyện anh hẹn bạn anh lỡ rồi, anh không có thể nào mà bỏ được hết trơn á. Nha. Không vui hả? Thôi được. Không vui thì anh ở nhà, cho em vừa lòng. Không có, anh muốn đi đâu anh đi đi, em có nói cái gì đâu. Mới nói có một tiếng hả? Làm gì mệt, không có cười được một miếng. Cô thế giới, Tâm ơi, cứu chị với con ơi, cứu chị với con vậy? Ơi. Đứng lại không, chạy hả? Không. Tại sao tôi ngược mà bà chạy? Tại sao tôi ngược mà bà chạy chứ? Bà chạy làm sao tôi đánh bà? Tôi không đánh bà, tôi chạy, đứng lại không? Bây giờ đứng lại không? Tâm ơi. Sao? Gì? Chú bình tĩnh lại coi. Bình tĩnh cái gì? Chuyện gì từ từ nói, chú làm gì vậy? Bà không đưa tiền tôi rượu. Tiền ở đâu mà đưa, trời buôn bán không có được mà tiền ở đâu mà đưa. Bà có tiền mà bà giấu ra. Nè, không có một cắt luôn nè, nó hay có không? Bà đi. Nghe con nói nè. Gì đây? Con nhận ra con ai không vậy? Ai đây? Con là... tao biết rồi. Mày là tình nhân của bà không? Cái gì vậy trời? Phải không? Tình nhân. Phải tình nhân của bà không? Ừ đó. Rồi sao? Hả? À, bà xác nhận rồi. Hôm nay tao sẽ giết đôi giang phu giang phụ này. À, mày! Ê, trời, Long ơi. Làm gì xin lỗi con, Long ơi. Cái gì? Cái gì? Long ơi. Xin lỗi cái gì? Tại vì ổng làm gì quýnh quá, gì nhận bừa. Thôi, có sao không con, gì xin lỗi con. Xin lỗi cái gì? Ổng hay chưa, làm người ta bị thương rồi nè. Ai biểu bà chạy, tôi đánh bà không được, tôi phải đánh nó. Trời ơi, cái gì vậy trời, tự nhiên giáng một cái. Anh ơi, anh có sao không vậy hả? Đưa em coi. Không sao, vài bữa nó hết rồi. Ủa, hồi nãy em đi đâu vậy? Đi không sao, ngồi em khóc. Cái gì? Ai làm gì mà em khóc? Không có gì hết. Nhưng mà em hỏi anh cái này anh phải trả lời thiệt lòng cho em nghe nha. Em muốn hỏi gì em hỏi đi. Anh có phải là tình nhân của dì Sáu thiệt không vậy? Cái gì vậy trời? Là sao em hỏi anh cái chuyện, cái câu hỏi vô lý em cũng hỏi. Dì Sáu bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Anh chỉ coi dì Sáu là dì thôi. Ông nói ông sai, ông nói bậy bạ. Tại vì quýnh quá, vì nhận đại vậy thôi. Trời ơi, thôi, không có thì thôi. Người ta có nói gì đâu, nói có một câu hà. Trời ơi, gì mà kỳ cục. Không bao giờ có nụ cười nở trên môi. Ra là thổi những cái câu hóc búa không à.
bực bội. Không có gì xảy ra cái chuyện trong cái nhà này, tự nhiên bị quánh u cái đầu. Vợ thì cằn nhằn, bực bội hết sức. Tại sao ngươi bực? Ông là... Nhìn đi, hãy nhìn ta đi. À, ông là... Ta... Ông là thần tình yêu à? Tào lao. Thần tình yêu là bận rộn vậy? Thần tình yêu phải có trái tim trên đầu, thằng ông nội. Đúng rồi. Hiểu rồi. Ông là thần đèn à? Tào lao nữa. Thấy có cái đèn nào ở đây không? Nhìn coi, có cái đèn nào không? À, không có. Biết rồi. Ông là thần sấm thọt thì phải không? Cái đó có cây búa. Nghe. Nghe. Có cây búa nghe. Nghe. Cơ hội cuối cùng. Ồ. Ông là... Thần... Thần gì? Trời ơi. Tào lao dễ sợ không biết thì hỏi đi. Thì ông là thần gì? Nói đại đi, ông nói mất thì giờ tôi quá. Ta đây chính là thần linh linh. Thần linh. Hồi đó giờ tôi chưa nghe thần linh. Tôi chỉ nghe là thần sấm, thần rừng, thần biển. Thần linh là cái gì? Thần linh là vị thần đó tên linh. Là thần linh. Thôi ông ơi, thần linh là thần linh, linh thiên ta gọi là thần linh. Ông xưng ông là thần linh, ai mà biết. Má tao đặt cho tao tên linh, tao làm thần thì như là thần linh. Mày tên gì? Tên Long. Tên Long, mày là thần Long. Gì kỳ vậy? Chứ giờ đúng không? Bây giờ mình tên Long, mình làm thần là thần Long. Giờ tôi tên linh, tôi làm thần là thần linh. Rồi, coi như là cái sự giải thích của ông có hợp lý. Chấp nhận. Rồi, tính chưa? Rồi, ông tới đây làm gì? Trời ơi, nghe nói than bực bội gì đó, xuống đây giúp nhà ngươi. À, đúng rồi. Trời. Ta là thần linh. Khổ quá thần ơi. Khổ không bằng ta đâu. Có coi phim Cô Dâu 8 tuổi không? Cô Dâu 8 tuổi? Phim nó nổi tiếng. Có, cái phim này là nghe nói là dài tới mấy ngàn tập luôn á. Mấy ngàn tập, bây giờ mấy đứa tin tin đó, nó khoái cái phim này lắm. Hở một chút xíu là nó la thần linh ơi, tao hát xì thấy bà nội luôn. Có hôm nay là đang thèm bún mắm, ghé Việt Nam ăn bún mắm. Đó, nghe người than ngắn thở dài, xuống đây giúp người, được không? Ồ, thì giúp cái gì? Trời ơi, bây giờ ngươi muốn giúp cái gì? À đúng rồi, trời ơi, tại tôi rối quá. Trời ơi, nè thần, thần nhìn coi, thần nhìn kỹ con. Con có phải đàn ông không? Bộ người có dướng hả? Dướng gì? Thì ngươi nói cái tướng vậy, ngươi còn không tin cái giới tính của ngươi nữa. Không, ý của nó là thầy thần nhìn kỹ con có phải là đàn ông không? Nãy giờ ta có nói ngươi đàn bà không? Trời ơi, thật làm con mất hứng quá. Ý của hỏi là con... Nãy giờ ta có hứng chắc. Ý con nói đó, con là đàn ông nè. Ừ. Con đi ra ngoài làm việc mỗi ngày cực khổ. Ừ. Đúng không? Mà về nhà, vợ con không có làm gì hết trơn. Ở nhà chơi không à. Mà thấy con về tới nhà đó là vợ con mặt lớn mặt nhỏ lúc nào cũng cằn nhằn. Nào là nói là con không chịu dẫn đi shopping rồi, không dẫn đi đây đi đó. Trong khi con làm việc cực khổ quá mà. Bậy rồi đó, nói vậy bậy rồi đó. Vợ ngươi ở nhà cũng làm cực khổ, ở nhà một mình cũng buồn lắm mà. Buồn gì mà buồn? Phải bà buồn, thiếu gì chuyện làm. Dặn tivi lên coi. Buồn, hát karaoke. Con mua dàn karaoke mấy chục triệu luôn mà. Ai rảnh mà hát karaoke một mình nguyên một ngày vậy hả? Hả? Ai rảnh mà coi tivi một mình một ngày vậy? Phải chứ bây giờ con đi làm cực khổ mà vợ con ở nhà một mình cứ cằn nhằn vậy sao con chịu nổi? Bây giờ ngươi muốn cái gì? Bây giờ con ước có một điều ước. Ước cái gì? Con có thể hoán đổi. Con sẽ ở nhà, còn vợ con sẽ đi làm. Để cho cổ biết thế nào là sự cực khổ của một người đi ra ngoài xã hội làm việc khổ như thế nào. Ta hiểu ý người nói rồi. Quán đổi như vậy, quán đổi về công việc thôi thì ta không có thể nào làm được. Tại vì phép thuật của ta có hạn. Nhưng ta có thể quán đổi như vậy. Là sao? Tôi quán đổi ngươi từ chồng làm vợ, còn vợ làm chồng được không? Có nghĩa là... Nam thành nữ, còn nữ thành nam. Có nghĩa là con bây giờ là vợ. Đúng.
còn vợ con là chồng. Đúng. Thấy, con sẽ được sung sướng ở nhà, không phải làm gì hết. Con chịu. Khoái đúng không? Dạ. Được, vậy thì điều ước của con sẽ được thực hiện. Hồ Biên! Thấy sao, thấy sao? À, con đã trở thành vợ rồi à? Trời ơi, nhìn chị gốm quá gốm luôn á thiệt á. Trời ơi, sao tự nhiên rồi, đang bây giờ là con bây giờ là thành vợ rồi chứ mà. À, con trở thành vợ rồi. À, ngươi bây giờ là vợ rồi. Dạ là vợ. Ngươi bề ngoài là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng bên trong ngươi là một người phụ nữ, ngươi hiểu không? Phụ nữ? Hay gì? Ủa, thằng ơi. Cái gì vậy? Sao con thấy con yếu quá vậy? Sao cái tì ta nặng vậy? Hả? Cái trời ơi. Con yếu lắm. Con không có còn cứng rắn hàng ngày nữa. Đứng thẳng lên, dựa vô liền. Tại vì ngươi chưa quen thôi. Ngươi chưa có quen. Tại bây giờ là ngươi thật sự gan dày thôi. Dày thôi chứ ở bên trong ngươi là phụ nữ. Tư tướng tá bự vậy thôi chứ. Bên trong phải không? Bên trong nhỏ hơn cái ngoài này nhiều lắm. Cái bên ngoài là vẫn còn là đàn ông. Ừ, bên ngoài vẫn đàn ông. À, đỡ quá. Yên tâm, ta biến có một ngày thôi à. Để cho ngươi biết được cảm giác làm vợ như thế nào. Ủa sao ít vậy? Trời ơi. Nhiều chút xíu đi. Một ngày thôi. Xong một ngày nếu mà cảm thấy chịu ta biến cho một đời luôn được không? À, thì được. Bây giờ ngươi chuẩn bị làm công tác nè. Giặt đồ, rửa chén, lau nhà, chăm sóc con cái, làm nội trợ. Ồ, chuyện bình thường. Chuyện bình thường, chuyện này nó hơi bất bình thường chút xíu. Bây giờ chuẩn bị nghe nè. Dạ nghe gì? Nghe chửi. Ta đi đây. Thút. Trời ơi, ông này quả thật là thần. Ông Hồ Biến kia là mất tiêu. Mất đâu mà mất. Nó núp ở trong cái đèn nè. Chuẩn bị nghe chửi đi. Ông Long đâu? Ông Long. Bà. Ngồi vậy. Ngồi vậy. Cứ tán nhà hiều hả? Đừng có lố vậy chứ. Sao ra mình yếu vậy? Ngồi vậy đi, nghe tôi hỏi nè. Chuyện gì? Làm cái gì ở ngoài đây cả buổi trời mà không ủi cho tôi được bộ đồ là sao hả? Để cho tôi ăn mặc vậy đó hả? Nhăn nheo vậy đó hả? Nè, bữa nay sao bà cả gan mới nói chuyện lớn tiếng với tôi vậy khác? Bữa nay bà lại dám đánh tôi nữa à? Cái gì vậy trời? Bà tính đánh cả ngày luôn sao? Nhiệm vụ của ông bây giờ là không được nói, không được hỏi, không được trả treo. Tôi kêu làm gì thì làm cái đó, nghe chưa? Ở nhà đó, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế, rồi chờ tôi về ăn cơm, nghe chưa? Cái gì vậy trời? Tôi nghĩ mình trở nên yếu đuối. Bình thường mình la lớn một tiếng thì có sợ khiếp vía rồi. Đây là tát mình tới 4-5 cây. Ai? Ra mở đã. Cứu ra mở, đâu cứu là chứ. Cứu ra mở, đâu chứ. Đứng lại bà đánh tôi sao? Bây giờ sao? Bây giờ ông đi hoài phải không? Bây giờ. Cứu chú em ơi, làm ơi. Thì sao à? Tại sao không đưa tiền tôi đi uống rượu? Tại sao không đưa tiền nó rượu? Tiền tôi đưa bà hết rồi, đâu còn đồng nào đâu. Trả treo hả? Trả treo hả? Cứu chú em ơi, cứu chú em ơi. Sao à? Cứu chú em. Đi ra chỗ bác. Làm cái gì bên ông vậy? Hả? Bộ tình nhân của ông hả? Bên này quýnh giỏi rồi. Tình nhân của ông hay cái gì mà quýnh? Ờ, tình nhân đó là sao? Tình nhân gì? Hôm nay có tình nhân hả? Tình nhân hả? Ôi à! Cái gì vậy trời? Nghe nó chửi lộn rồi. Đánh mình tơi tả vậy là sao? Sao nó có thể sự đảo điên như vậy? Đảo ngược à? Chuyện gì xảy ra vậy thần? Thần ơi! Thần! Ta không phải ở cái đèn đâu. Ta ở ngoài cửa đi vô. Cái gì kỳ vậy? Nãy canh coi cặp kia nhiều chuyện, theo cặp kia. Cái chuyện gì vậy thằng? Cặp kia nãy quýnh lộn vui hơn cặp vợ chồng nhà ngươi, quýnh không có vui chút nào hết à. Chuyện gì xảy ra? Gì xảy ra, tao nói tao quán đổi hết rồi. Nam là nữ, nữ là nam. Hiểu không? Trời
Thấy sao? Thấy cực khổ chưa? Cực khổ với lại cái vai trò làm người nội trợ chưa? Ngươi chịu được không? Chưa hết đâu, còn bao nhiêu chuyện ngươi chưa có làm nữa. Còn chuyện gì? Lau nhà. Ôi trời ơi, lau nhà là chuyện bình thường mà. Chuyện bình thường hả? Lau lẹ, lấy đồ lau lẹ lên. Lau đi, nhanh lên. Còn biết thế nào là cực khổ của người phụ nữ ở nhà làm nội trợ. Nhanh lên. Sao, thấy xách cái xô nước nặng hơn bình thường không? Thì nhà ở đâu vậy? Thấy chưa, ngươi còn không biết làm nữa. Ở đây nữa nè, lau cho này sạch đi, một lát có người nhờ. Cái cây lau này có vẻ nhỏ với ngươi quá, có cần nó lấy cho ngươi một cái cây lau bự hơn không? Dạ thôi khỏi. Rồi, tạm rồi. Sao, khỏe, có gì đâu. Vậy mà khỏe hả? Bình thường. Còn ở trên nữa. Cái gì? Lên trên nữa kìa. Ôi trời ơi, sao trên này nó nhiều quá vậy thằng? Trời, vậy mới biết cực là gì chứ. Ôi sao, mệt chưa? Trời ơi, sao làm chút xíu mà sao nó đau lưng quá trời quá đất. Trời ơi, mới có chút xíu mà than đau lưng là chưa xong. Bỏ lau nhà nó đi. Rồi lau nhà xong rồi, nghỉ rửa đi. Rửa chén, đi vô. Vợ ngươi ở nhà cũng làm vậy đó. Cái gì? Vừa xong lau nhà là rửa chén, nấu cơm, dọn cơm, đợi ngươi về ăn cơm đó. Nghỉ chút xíu được không? Không có nghỉ. Vợ đâu có nghỉ, đi vô vòng rửa chén lẹ lên. Nhanh lên. Vô trong mà. Cái bếp đâu không nhớ nè hả? Trời ơi, đi vô rửa chén lẹ lên. Cho biết cực khổ làm sao. Trời ơi. Chưa xong đâu. Còn gì nữa? Nấu ăn nữa. À, nấu lẹ lên. Làm ẩu kiểu này nè, nghe một tiếng la thất thanh liền. Ôi cha. Trời ơi, hỏng rồi. Ôi da, trời ơi, cái tay như phỏng rồi, đụng người ta như vậy. Trời ơi, giật một cái đi vụt luôn miếng da rồi, thần ác quá vậy thần. Ác cái gì? Trời ơi, có mấy tiếng đồng hồ thôi, ngươi đã chịu không nổi rồi, ngươi nghĩ đi, vợ ngươi ở nhà chịu ngươi bao nhiêu năm trời. Cơm nước có hết chưa? Dạ. Cơm nước có đủ chưa? Dạ, đang nấu ở trong á. Điện thoại kêu vợ mình về ăn đi. Dạ. Hãy làm đúng những gì mà vợ ngươi đã làm. Alo, em hả? Em ơi, em về ăn cơm em. Cơm nước thì giờ này, ta đang đi ăn với bạn ta rồi. Ông ăn đi rồi ông ngủ đi. Em à, anh cực khổ lắm. Làm bao nhiêu việc nhà, lau nhà, rửa chén, rồi nấu ăn để chờ em về. Mà giờ em nói đi ăn nhiều quá. Cúp máy đi. Alo. Sao, bắt gặp những âm thanh quen thuộc, bắt gặp những hình ảnh quen thuộc không? Hồi xưa ngươi cũng làm vậy với vợ ngươi đó. Nấu ăn cho đã rồi ngươi đi nhậu, ngươi bỏ vợ ngươi một mình. Bây giờ biết cái cảm giác một mình là như thế nào chưa? Hả? Chưa đâu, tại còn có ta đây, ta còn nói chuyện với ngươi. Bây giờ ngươi ở một mình, ngươi biết cái cảm giác một mình là như thế nào? Hồ Biên! Thần ơi! Thằng ơi, thằng đừng bỏ con mà. Vợ ơi, về với anh đi. Anh không muốn làm vợ nữa, anh muốn làm chồng. Anh sẽ là một người chồng tốt đối với em. Trời ơi, khổ quá, tôi muốn làm chồng thôi. Trời ơi, đừng bỏ tôi. Đừng. Anh ơi, anh à. Thằng Linh đừng bỏ con. Anh ơi, em nè. Thằng Linh nào đây? À, em hả? Ừ. Em đừng bỏ anh đi nha. Anh biết lỗi rồi. Ủa? Sao tự nhiên đeo cái tập về vậy? À, chuyện này
chuyện này dài lắm, từ từ sẽ kể cho em nghe. À, bây giờ anh xin lỗi em. Bao nhiêu lâu nay anh đã làm cho em buồn, anh biết lỗi rồi, anh sẽ bù đắp. Không, em đâu có giận hờn gì chuyện anh đi chơi đâu, sao tự nhiên anh nói sảng vậy? Không, anh em không giận anh, nhưng mà anh giận chính bản thân anh biết lỗi rồi. Anh nói lại lần nữa cho em nghe coi. Anh xin hứa, kể từ ngày hôm nay anh sẽ không đi ăn với bạn bè nữa. Anh sẽ về sớm ăn cơm với em, và anh sẽ chở em đi bất cứ nơi nào em cần. Anh không bỏ nhà đi nữa. Cái gì vậy trời? Thế giới đảo điên hết rồi. Không có đảo điên đâu, sự thật mà. Trời, sao tự nhiên bữa nay anh làm em choáng váng, làm em bất ngờ quá anh. Không có gì choáng váng hết. Đó là tấm lòng của anh thật mà. Anh nói thật. Trời, anh có bệnh gì không vậy hả? Có sốt có gì không hả? Không, anh không sao hết, anh rất bình thường. Anh nói đây mà. Bà đứng lại. Bà chạy. Đâu ơi. Đứng lại. Tại sao bữa nào tôi được, bà chạy. Anh là sao? Tiền bà giống ở đâu? Không được, anh đâu có tiền mà. Sao cứ nói hoài vậy, tôi làm gì có tiền. Không có tiền được, bà chết với tôi. Bà đứng lại không? Bà đứng lại không? Chạy. Sao? Cái gì? Chú làm cái gì vậy? Làm cái gì? Hả? Tại sao tối ngày chú cứ rượt đánh đuổi gì sao vậy? Gì dám hổn với tao hả? Cho cái này lên đầu rồi bây giờ. Ê, bậy ạ. Con không có hổn, con chỉ nói sự thật thôi. Vì sao á, thương chú, ha, làm lụng cực khổ. Mà tại sao thương tao không đưa tiền tao nhậu? Sao buôn bán mỗi ngày kiếm có vài đồng thôi. Tiền đâu mà vì sao dư giả đưa cho chú đi nhậu chứ. Chú là chồng mà, chú không có biết làm bổn phận người chồng mà tối ngày đòi tiền đi nhậu rồi đánh đập vì sao. Chú làm gì chú coi được không? Chú nghĩ sao vậy? Gì à? Đi qua đây. Ông đánh á. Không có đánh. Có con này ông không đánh cái gì hết. Chịu qua đây. Đây, chú đưa cái nắp đây. Cái gì vậy? Đây. Lấy nắp tao. Cái gì vậy? Chị cầm cái nắp này. Bà đánh ổng đi. Cái gì? Đánh ổng trả thù. Thiệt không? Có con đây. Chị đừng có lo gì hết. Thiệt hả? À. Đánh nhiệt tình vô gì? Không có, đánh đằng kia kìa. Đánh đằng kia nhưng mà đánh con. Ủa vậy à? Không, gì không đánh chồng gì được đâu. Tại sao? Vì thương chồng gì lắm, gì không có đánh chồng gì được. Chú thấy chưa? Vì sao không dám đánh chú là vì thương chú. Rồi vì sao? Bây giờ vì không nở ra tay đánh á, thì dễ lắm. Vì ly dị. Vậy vậy? Trời hỏi có ai mà ông đánh. Suối kỳ vậy? Không ly dị được luôn. Tại sao? Ông tối ngày ông đánh đập gì mà. Biết là vậy nhưng mà tại vì hai con biết chứ, thật ra ổng bệnh nhiều dữ lắm. Thôi nó nghe nè, tao nói thôi đừng có minh họa, mày đặt ho ho. Bệnh nhiều dữ lắm mà tại ổng có tiền trà chạy chữa cho ổng, không buồn nên ổng rượu chè vậy thôi, chị hiểu. Mà tại ổng á, ổng cứ nản rồi cái ổng cứ vậy á, rượu chè cứ đánh đập gì hoài à. Thôi, chú Sáu, chú thấy chưa? Con kêu gì Sáu đánh chú, gì Sáu cũng không đánh. Kêu ly dị, chị cũng không thể chịu ly dị. Thế nhưng một người vợ hiền lành thương chú như vậy mà chú đối xử như vậy sao vậy? Chú nghĩ chú có đáng là đàn ông hay không? Hả? Đâu rồi? Tại sao chú làm như vậy? Dạ. Chú nghĩ vậy gì? Chú làm gì cũng xứng đáng là tân nam như hay không? Tân mày đâu hay không? Hả? Ê, mày làm gì mày? Mày làm gì? Tự nhiên quýnh chồng tao vậy? Hả? Ê, tao đó, mày quýnh chồng tao. Mày quýnh mày đánh. Vậy nói chuyện thôi. Vậy làm gì vậy? Chồng con mà gì? Chị làm gì vô? Chị đánh chồng con dữ vậy? Chồng mày muốn chồng tao vậy? Thấy không? Vợ tôi nói đúng rồi, vợ tôi muốn vợ tôi. Bây giờ chồng con mà nhận lời lại hả? Ai cho chồng con lấy cái gì? Vô vợ chồng tao, chồng tao. Thôi. Chồng tao, hả? Nè, tao nói nè. Cái gì vậy? Thôi vợ. Tôi nói mày nghe chưa? Mày không đụng nói chồng đâu nha. Chồng gì dắt gì dạy đó, tự nhiên gì đem qua đây gì đánh lộn làm gì đánh chồng con luôn là sao? Thôi em ơi. Bây giờ chuyện này đó là chuyện của gia đình mình. Biết rồi. Mình đi về nhà. Từ đó từ đây tôi bỏ nhậu, tôi không có nhậu nữa. Tôi thương vợ thương con lắm, tôi buôn bán phụ bà để kiếm tiền. Thiệt không? Tôi ân hận lắm. Thiệt không? Tôi muốn khóc luôn. Đừng đánh người ta nữa. Không, cảm ơn. Ôi trời, đừng đánh người ta nữa. Cảm ơn hai con nha. Tại vì biết sao mỗi lần mà ai đụng tới ổng là tự nhiên máu cái gì lên à. Con hiểu chứ mà. Chứ thật ra gì cảm ơn hai con nhiều lắm. Dạ. Đi về ông ơi. Khoan, được cảm ơn đi. Gì? Cảm ơn hai chồng. Trời ơi, trời chú làm quá chú ơi. Đi. Đây. Lấy lại đi.
Thôi, cái nắp nồi này tôi đã dùng đánh bả nhiều lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi. Bây giờ tôi ăn năn hối hận rồi. Tôi theo tôi phụ bả buôn bán bỏ rượu luôn. Làm ơn giục nó giùm tôi đi. Cái gì vậy trời? Em thích cái kết này, cái kết có hậu, bởi vì sao ngày mai trời lại sáng. Hay quá, hay quá. Anh thấy cái kết nào có lợi cho phụ nữ là chắc chắn em sẽ thích, rồi em binh vực phụ nữ mà. Không có đâu nha, em cam tâm lắm đó. Em thấy cái kết nào mà có lợi cho phụ nữ là cái kết có hậu. Thôi được rồi, nhưng mà xem trong tiểu phẩm thì anh có suy nghĩ vậy nè. Nếu như á mà anh có vợ thì anh sẽ hết mực thương yêu chiều chuộng vợ của mình, chứ không có gia trưởng đâu. Bởi vì anh đã đọc được rất nhiều tin tức và biết được rất nhiều câu chuyện, nhiều gia đình á tan vỡ hạnh phúc bởi vì tính gia trưởng của người chồng. Vậy tại sao đến giờ anh vẫn chưa chịu cưới vợ nữa? Thôi, để trả lời câu hỏi này của em, anh mời MC Quốc Bình, MC Ngọc Tiên và anh Quân sẽ cùng trả lời cho em với lại quý vị khán giả qua nhạc phẩm Vẫn Chưa Chịu Cưới với phần minh họa của Lâm Vĩ Dạ và Đức Tiến. Anh Tư, đi từ từ thôi, chờ em đi rồi. Ê. Nè, cô lũng cô làm gì vậy? Cô làm vậy bà con cô bác nhìn thấy cười tôi chết luôn á. Anh Tư, anh kỳ lắm đó nha. Em lũng hồi nào đâu, em là lũng liếng mà. Thì tôi thấy mọi người kêu cô bằng vậy không mà. Anh, em... Còn sao? Em muốn nói với anh vậy nè. Thôi, bỏ tay ra rồi nói. Chuyện gì? Anh thì... Cái gì vậy? Em muốn nói với anh là... Nhanh lên, tôi còn câu chuyện nữa đó. Là sao anh Tư anh hay hờ hững với em quá vợ. Nhớ hồi nhỏ đâu có bị bò dặm đâu ta. Hả? Đứng cái tướng kỳ vậy. Anh á, anh kỳ cục lắm luôn á. Tự nhiên cái người ta đi theo cũng không cho, người ta yêu thương cái bò. Ủa đâu rồi? Mà cứ bỏ rơi người ta hoài hả? Bỏ rơi cái gì? Cô đừng có nói vậy. Cô lũng, bố mà nghe thấy là bố giận tôi chết luôn á. Mà nghĩ cũng ngộ nha, nhắc nhỏ bốn mới thấy tức cười dễ sợ luôn. Anh qua đây coi, tự nhiên à, nghĩ sao vậy? Bốn hả, đâu có đẹp bằng em đâu, đâu có lung linh lộng lẫy như em đâu. Nhỏ. Để vậy, không có giàu như em nữa. Nghĩ sao mà anh cứ suốt ngày kêu bốn hoài vậy? Thôi. Ê, cái con qua màu gà kia. Nói gì tới bốn vậy? Nói xấu chị vậy cưng? Đâu có, trời ơi chị bốn ơi, ai nói là em nói xấu chị à? Trời ơi, ai bằng miệng mồm mà ăn nhiệt quá vậy? Trời ơi chị bốn ơi, trời ơi chị xinh đẹp với mồi luôn. Em nói thiệt với chị nha, em không ngờ anh Tư anh kỳ dễ sợ luôn á. Làm anh gì đi, kỳ? Anh đi theo em hoài. Trời ơi, bốn, hôm nay anh đổi gu rồi hả? Không, em đẹp vậy anh thích, em thích con điên này hả? Không, bốn ơi, em hiểu nhầm rồi, anh bị oan. Lũng, cô nói gì vậy? Hồi nãy giờ toàn là ngược lại không mà. Cô nói gì? Chứ không phải sao nữa. Anh sáng đến tối anh cứ đi theo tôi, anh tò tò đi theo tôi hoài. Trời ơi. Để vậy anh còn đòi ôm tôi vậy đâu. Nữa, còn đòi hôn tôi nữa. Để vậy anh còn nói lời yêu thương nữa. Anh nói hả? Nếu mà yêu tôi không đủ là Lũng. Anh hạch chết còn hơn. Lũng! Bốn. Trời ơi, chị bốn ơi, chị xỉu hả? Chị có sao vậy? Cô nói gì bậy bạ quá à. Thôi chị cứ xỉu đi, tôi đi công chuyện nha. Trời. Lũng! Cho ăn đi đâu á? Trời ơi! Bố ơi! Không phải đâu! Anh xích ra đi! Bây giờ là anh phản bội em, anh đi yêu cái con đó đúng không? Không có! Không có cái gì, bây giờ nó nói vậy đó, nó nói trước mặt em vậy đó, anh giải thích đi! Anh bị oan mà! Nhưng bây giờ em có tin anh không? Tin chứ! Vậy mới dễ thương chứ! Giả bộ ghẹo anh thôi chứ con nhỏ đó là em rành nó 8 câu luôn á! Mệt quá à! Thôi bây giờ vậy đi! Sao? Đi làm đi! Ừ, vậy đi làm nha. Đi làm đi, còn cái con nhỏ đó là để em xử nó cho. Rồi, cho hôn cái nha. Ôi, kỳ quá à. Ôi, có ai đâu, ở đây có ai đâu. Nào đi làm cũng đòi hôn tao một cái, kỳ quá à. Thôi hôn hai cái đi. Hai cái đi, một cái ít quá à. Vậy lương hả? Cái nữa. Đi làm nha. Đi làm đi. Đi làm nha. Cái lẹ đi mà. Cái cưng quá à. Làm gì sớm nha. Đi nha. Hai anh, ra đây, xử con này cho em. Sao mày ám
Con nào xê ra, xê mẹ dừng lại. Con này. Trời, cái chạy điên nào ra đây vậy? Người đẹp của lòng ai? Ai bắt ra đây? Đứa nào bắt ra đốt hả? Đứa nào? Anh nói đi. Đứa nào bắt nạt em? Dạ, anh làm quá, nãy giờ đâu có ai bắt nạt em đâu. Chỉ có anh là nãy giờ anh nạt vô mặt em thôi đó. Anh xin lỗi. Dạ. Em này, anh xuống đâu quá. Dạ. Nè, hai huynh, em bỏ tiền ra mướn hai huynh để ra xử nó mà hai huynh làm cái gì vậy? Trời ơi em ơi, người ta tội nghiệp mình phải thông cảm, mình phải chia sẻ với người ta. Em biết không, cái thằng Tư á, bồ của nó ở trên tỉnh á, nghe đồn là đi với con Lan hay sao á. Không, hình như con Hằng hay sao á. Ây, hình như là con Diễm đó mà. Ôi, sao nhiều thế? Còn có con Lũng nữa đó. Con Lũng là con nào? Ủa, tên Lũng hay nào vậy? Nhiều chuyện quá, bị người ta quýnh Lũng mỏ rồi đó hả? Chờ, Tư. Dạ. Anh nói em ngay. Sao anh? Bây giờ em mà theo thằng bố lên tỉnh á, nó bán em đi á, nó bán thật em luôn á. Ôi trời ơi, là... em ơi, nó cắt tóc em nó. Người làm gì vậy hả? Trời ơi, anh Tư ơi. Trời ơi, anh ơi, hồi nãy giờ em bảo vệ cho chị Bốn quá trời luôn anh. Có hai ông kia đứng sạm sợ chị Bốn đó anh. Anh qua bảo vệ chị Bốn đi anh. Trời ơi, anh bảo vệ lẹ lên đi anh. Nè, hai ông kia còn chịu chạy lẹ đi. Mau lên, chạy lẹ. Trời ơi, thiệt có tội nghiệp cái cầu ghê. Thôi xong. Trời ơi, thấy ghê. Sau này hết ghẹ với con. Chị Bốn với anh Tư, dạ em cũng đi nha. Đi lẹ đi con, mắm bánh trắng nướng. Nó lật thấy sợ luôn hả? Mà nãy giờ mấy người đó làm gì em vậy? Có ai làm gì em đâu. Đi lại nói nghe nè, sao nó đi làm quay lại đây chi vậy? Anh biết đường nào mấy người này cũng quay lại nói xấu anh hoặc là nói xấu em à? Trời ơi khổ ghê, bây giờ anh ở đây bao nhiêu lâu rồi. Mấy người này là anh phải hiểu tính hết chứ. Ta nói mấy người này là cái gì? Là bà Tám với ông Tám đúng không? Ừ. Đó, nó quan tâm làm cái gì cho mệt vậy? Không, bây giờ em đi làm chung với anh cho vui nha. Ừ. Đi. Thôi mình đi nha. Đi. Anh Tý, anh Tèo. Đây, lên. Trời ơi, tức quá. Rồi đi chưa? Đi rồi. Đâu. Mà anh Tư, anh cứ bỏ em à. Ôi giời ơi, còn khóc nữa hả? Thôi, trời ơi, cô bán đứng tôi đúng không? Đâu có, em đâu bán đứng. Hồi nãy em tìm cách quảng binh cho hai anh bỏ chạy. Chứ không là anh Tư anh đánh đó. Rồi, em cầm người rồi. Trời ơi, ghê thế. Bây giờ... Vậy là mình thua rồi đó. Không sao. Bây giờ thua làm sao? Mình thua keo này thì mình bày keo khác. Bày keo khác? Keo nào? Thì nói chung là mình thương người ta không được thì mình nói xấu. Nói xấu. Nghe của chúng tôi. Có biết chuyện gì chưa? Chị chứ. Nó ghê lắm. Bây giờ mình kể cho cả làng này nghe cái chuyện của nó. Tại sao không lấy chúng ta? Chuyện nhỏ. Cái thằng Tư á, người con Bốn á, tôi nhớ là... Hồi xưa. Cái hồi mà tôi nhớ lâu lắm rồi đó. Tôi kể cho mà nghe này. Sao cái hồi đó đó là... Sao trời ơi, nói đại đi. Mỗi lần kể lâu luôn vậy. Mình kể có đầu có đuôi. Sao như nào? Thằng Tư con Bốn yêu nhau đã quá lâu rồi. 3-4 năm trời mà sao vẫn chưa đẹp đôi. Hai bên xưa xa nghe đâu nhất tâm hợp ý. Thang tốt nghề lành tuyệt vời, nèo mãi làm chi? Bà con cô bác xôn xao, trông đứng trông ngồi. Con Bốn không mời, mà thằng Tư cũng không mời luôn. Yêu thương, xì xì, thiết tổ tình ý. Đời chờ nỗi chi, chờ khi mua bí lộn bầu. Ai có hay đâu, chị ba thằng Tư khư thuyền neo. Mấy đám cao chẳng ai thèm mê nên không thèm leo. Mấy đám hiền ngoan dễ thương phần thấp nào đâu dám trèo. Nên cô ba trèo cô ba chưa bước thẳng từ phải chờ.
Thằng Tư con bốn yêu nhau đã quá lâu rồi, 3-4 năm trời làm chi mà không duyệt đi. Hai bên xui ra xem sao, có chi mà khó. Đừng đợi chờ lâu mua bí lộn màu. Trời ơi, cái con đó nó hay ho cái gì mà. Cái gì đâu mà. Kể em nghe đi. Con Tư thôi mà. Nó nghe nè, mà thiệt sự nha, cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Em nói thiệt á, nhỏ bốn nó thì ghét dễ sợ luôn á, đâu có đẹp bằng em. Đã vậy á, nó tưởng như là nó ngon lắm vậy đó. Nó đi lên thành phố, nó học xong rồi nó về lại quê này á, cái nó trở thành doanh nhân hả? Em cũng là doanh nhân đúng mà. Đúng rồi, em doanh nhân thịt heo. Chính xác. Anh là doanh nhân. Doanh nhân, rau muống. Gì? Nó trồng rau muống hồi nào quên à? Đâu, doanh nhân trái cây. Này, cái thằng Tư á, tưởng nó ghê gớm nên tỉnh nó học. Nó cũng đi làm ô xin cho người ta thôi à. Làm gì đâu phải doanh nhân như tụi mình đâu. Đúng rồi. Anh đâu có làm ô xin. Anh làm cái gì đó. Thì giám đốc cái gì đó là ô xin chứ còn là cái gì nữa. Không phải, ô xin là gì khác. Thằng Tư con bốn yêu nhau đã quá lâu rồi, 3-4 năm trời rồi mà sao vẫn chưa để đôi nhỉ. Hai bên xui ra nghe đâu nhất tâm hợp ý. Thang tốt ngày lành tuyệt vời, nèo mãi làm chi. Bà con cô bác xôn xao, trông đứng trông ngồi. Con bốn không mời, mà thằng Tư cũng không mời luôn. Yêu yêu thương thương, xì xì, tiếc đâu tình ý. Đợi chờ nỗi chi, chờ khi mua bí lộn bầu. Ai có hay đâu, chị ba thằng Tư khư khư thuyền neo. Mấy đám cao cao chẳng ai thèm mê nên không thèm leo. Mấy đám hiền ngoan dễ thương phần thấp, nào đâu dám trèo. Nên cô ba trèo queo, cô ba chưa bước thằng Tư quay chờ. Thằng Tư con bốn yêu nhau đã quá lâu rồi, 3-4 năm trời làm chi mà không duyệt đi. Hai bên xui ra xem sao, có chi mà khó. Đừng đợi chờ lâu mua bí lộn màu. Hai bên xui ra xem sao, có chi mà khó. Đừng đợi chờ lâu mua bí lộn màu. Hai bên xui ra xem sao, có chi mà khó. Đừng đợi chờ lâu mua bí lộn màu. Trời ơi, bây giờ mà vẫn chưa cưới. Mấy người ngồi tụ tập đây nói xấu gì hay vậy chứ bọn tôi vậy hả? Đâu có nói gì đâu. Mình đang bàn đám cưới hai bạn là đi mừng cái gì? Bao nhiêu là mình mừng bao nhiêu? Em sẽ mừng 1 ký thịt heo. Nó khỏi đi khỏi nghĩ mấy cái chuyện đó đi. Của tôi mà có đám cưới cũng sẽ không bao giờ mời mấy người đâu. Thì ra đến giờ này mà anh vẫn chưa chịu lấy vợ là bởi vì chuyện tình cảm xà quần như vậy đó hả? Chuyện tình cảm mà xà quần cái gì? Nó rối nùi đúng không? Nhưng mà thiệt ra cái chính mà anh vẫn chưa chịu cưới là bởi vì sao? Không ai chịu cưới anh. Trời ơi, làm thế rồi hả? Cho nên thôi, anh quyết định là theo đuổi chế độ FA suốt đời. FA là gì? Forever Alone, thuật ngữ Facebook đó. Tội nghiệp quá à. Nhưng vậy mà sao em biết sao không? Thiệt ra bây giờ cưới vợ tốn kém lắm nha. Đầu tiên nè, đó sau khi quen biết là một số chi phí xong rồi đúng không? Bắt đầu vô đám cưới sẽ là cái gì nè? Chụp hình, quay phim, thiệp mời, xòa rê, áo cưới, bắt đầu nạp tiền, nạp thái, đám hỏi, đám cưới, mời khách xe qua, bông cầm tay, bông tai vàng vòng các bạn. Thôi đủ rồi, trời ơi, nghe anh liệt kê mà em sợ anh luôn á. Trời ơi, anh làm như là anh bị thách cưới vậy đó.
Tự nhiên kể những khoản chi phí mà đàn trai phải chịu. Anh ơi, bây giờ thời buổi hiện đại rồi, yêu nhau là không phải cái chuyện của một mình con trai nữa, mà là cùng hai người cùng tiết kiệm với nhau và để dành một khoản tiền nho nhỏ kha khá nào đó cũng được, và tổ chức một đám cưới nhỏ thôi nhưng mà phải ấm cúng và hạnh phúc với nhau. Thì em cũng vừa nói đó, muốn có một cái đám cưới dù nhỏ thôi nhưng mà vẫn phải tiết kiệm. Không phải tiết kiệm không đâu, mà phải là siêu tiết kiệm. Trời, tiết kiệm chưa đủ mà phải tới siêu tiết kiệm nữa. Dạ đúng rồi, phải là siêu tiết kiệm. Và đó cũng là một tiểu phẩm mà chương trình muốn gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm siêu tiết kiệm của tác giả Hồng Ngự, qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Minh Nhí, Thu Tuyết, Vũ Thanh, Huỳnh Lập và bé Hồng Quyên. Một chút nhưng mà vẫn là con người chứ không phải ma. Làm gì mà gặp ma như gặp ma vậy? Lại đây biểu. Làm cũng giật cái mình nè. Lại ngồi đây làm gì giật mình hả? Nhìn giống như ngoài hành tinh vậy đó. Ngoài hành tinh gì? Ngoài hành tinh của tâm mắt mày đi rồi đó, hiểu chưa? Ê, sáng sớm mày ngồi thảnh thơi quá ha. Dạ đúng rồi, sáng sớm mà. Mày làm cái nhiệm vụ gì trong cái ngôi gia này mà mày ngồi thảnh thơi mày uống trè vậy? Dạ cũng không có gì cao sang lắm, người ở thôi. Mày người ở ha. Thảnh thơi ghê vậy đó ha. Dạ. Sáng giờ nấu cơm chưa? Dạ chưa. Tưới cây chưa? Chưa. Làm vườn chưa? Dạ chưa. Giặt đồ chưa? Nói chung là bây giờ ông Tắm đừng có hỏi gì hết, con chưa làm cái gì hết được không? Ồ thế à. Dạ. Vậy con ngồi im đi con. Dạ. Con ngồi đây. Dạ. Ngồi im, ngồi sang trọng lên con, kéo mẩy lên. Ồ sang quá. Ngồi giữ miên vậy đi. Dạ. Để tao quỳ xuống đây tao lại mà. Trời ơi là trời. Con Tắm thôi rồi. Mày á là ở đỡ. Dạ. Chứ không phải mày ông cố nội tao. Dạ dạ. Muốn dạ mày về trả lương mà. Dạ. Trời dạ ơi, một tháng 250 mà. Dạ. Ha. Chứ đâu phải là không có trả lương cho mày đâu. Sáng sớm tới giờ mày ngồi mày uống nước. Mày biết nước này á, mỗi một ngày là mày uống như vậy là bao nhiêu tiền của tao hay không? Trời, tiền nước mà ông Tám còn tính với con luôn á hả? Tính hết á. Trên cuộc đời này không có cái gì mà không quy ra bằng tiền hết trơn á. Nghe mày. Dạ. Tao hỏi mày nè, trà nè có mua không? Dạ có. Mua có tốn tiền không? Dạ có. À, nước nè cuối tháng có trả tiền nước cho nhà nước không? Dạ có. Tiền con không luôn á. Trong tháng có trả tháng nào đâu, tiền tháng tiền lương của con không mày á. Mày xài mày uống là mày phải trả, biết chưa? Dạ rồi. Dạ. Ở trong cái nhà này chủ nhà nói sao là đầy tớ phải nghe theo như vậy. Dạ con nghe. Mày quét nhà chưa? Dạ chưa. Choáng váng với thằng này quá. Mày không quét nhà hả? Bây giờ muốn làm nữa không? Dạ, dạ, quét. Quét nhà đi. Ê, ê. Trời ơi, trời. Trời ơi, mày múa chổi hả? Dạ hả? Thì con làm theo lời ông Tám dặn. Quét là phải hơ hơ ở trên thôi. Để đụng dưới đất rồi cái lông chổi nó đụng, nó rụng, nó hư chổi. Trời đất ơi, có sao đâu con, hãy rụng một cộng trừ một ngàn. Cuối tháng ta đếm lại coi còn mấy cộng là ta tính tiền, vậy thôi. Hiểu không? Cầm chổi lên, không thể buông ra được. Dạ. Phận đầy tớ phải cầm chổi quét nhà. Tao không cần mày biết, không cần biết mày quét làm sao. Miễn sạch nhà cho tao. Quét. Làm gì vậy? Dạ con cầm nhẹ nhẹ ngoài hư chổi. Ờ. Trời ơi. À, nhà... bữa nay có đi nhuộm tóc nữa nha. Mày sẽ tay mới nè. Nhuộm đâu cha ơi, ở trong nó có cái nón nữa. Nhuộm đâu mà nhuộm. Dạ mốt mới đâu nào. Sáng giờ con ý là con cũng muốn chửi rồi. Con muốn chửi rồi mà con không dám chửi. Dạ. Mày chửi đi, mày cạo đầu tao luôn đi. Mày ăn thịt tao luôn đi. Dạ, mày nhai xương tao luôn đi. Anh Tám. Ngồi chơi. Ê, mà sao bữa nay nhìn thấy lạ quá vậy Tám? Hả? Lạ gì? Lạ không? Lạ. Cái mô đen mới. Mới hả? Mô đen gì vậy? Hả? Fashion mới đó. Fashion mới. Mới thật hả? Nila đó. Trời ơi.
kêu là Vina Nila. Ni lông Việt Nam. Các bạn có thấy mấy tình đâu, giống như là những điều kỳ quái, những điều kỳ thú không ta? Hình như này nó thích ăn đòn hay sao này? Mày hổn. Hổn quá. Mày hổn. Quá hổn. Mày biết là mô đen gì không? Mô đen gì? Móc bọc. Có duyên quá à. Vẫn chơi cho nó vui. Duyên á, móc bọc. Nhà cao cửa rộng rồi móc bọc. Nhà ông mới móc bọc á. Ông sắp đi móc bọc rồi đó. Ông đừng có trù tôi nghe chưa. Sắp đi móc bọc. Không biết thì dựa cột mà nghe đi. Cái này mô đen mới mà nó tác dụng dễ sợ lắm đó. Nó tác dụng sao? Tác dụng sao? Đây nè, nói cho nghe. Bây giờ cái nón á ha, cái nón mình đội á, để bình thường á thì nó trời nắng, ánh nắng á nó rọi vô, thấy không? Nó rọi vô rồi trời mưa nó rọi, nó rớt vô, rồi lâu ngày giải nó bị mục. Nó bị hư. Mau hư. Mình lấy cái bao ni lông này mình trùm lại, hiểu không? Đó, nắng mưa không bao giờ tấp vô được cái nón, hiểu không? Tại vì cái nón mình xài có một tháng, cái này mình xài 10 năm. Trời ơi. 20 năm. Trời ơi. 100 năm. Tôi chết rồi mà cái nón nó vẫn sống. Con này. Cái này nó vui nè. Đây nè. Tôi nói ông nghe, một đôi dép là mua bao nhiêu tiền? Đôi dép là bây giờ cho nó là 10 ngàn đi. Đúng, đôi dép là 10 ngàn. Mình mà mang nó mòn, nó cũ á, một tháng thôi. Thấy không? Mình phải mua đôi mới. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ lấy cái bao ni lông này cột lại, đi không mòn, không cũ, xài 1 năm. 10 năm. Má ơi. 100 năm. Tôi chết rồi, đôi dép vẫn còn. Tám. Tiết kiệm dép, tiết kiệm nón rồi mua bao ni lông chùm lại cũng vậy à? Đúng rồi. Tao đâu có mua bao ni lông. Vậy chứ bao ni lông mỗi lần tao đi chợ á là tao xin thêm 2-3 cái. Ví dụ như mua trái ớt xin 2-3 bao còn ni lông, hiểu không? Không cho, không mua, vậy thôi, hiểu không? Bao ni lông này là ông xin luôn đó hả? Xin không. Rồi đi đó. Mua lại không? Gì vậy ông nội? Mua lại không? Gì vậy ông làm gì vậy bà? Trời đất ơi. Tới mức độ mà bao ni lông cũng xin luôn nữa ông nội ơi. Này hả? Trên đời này á mà đẻ ra 10 người như ông Tám á là tiệm nón, tiệm dài dép, dẹp tiệm, nghỉ bán. Nó không bao giờ dẹp, nó chỉ có bán ế thôi. Nghề của nó mà sao nó dẹp được. Ngồi. Bây giờ hỏi thăm cái này nữa nha. Hỏi thăm đi. Lâu quá rồi đó. Mới thấy ông mặc được cái áo này đẹp á nha. Ông khen cũng bị lố. Áo này tôi mặc cả năm rồi mà ông khen cũng bị lố nữa. Ủa mặc cả năm mà sao tôi ít thấy anh mặc lắm á. Cả năm rồi. Hiểu không? Vậy hả? Trời đất ơi, bền không, bền không? Bền. Đố ông tôi mua áo này nhiêu? Mua áo này à, ít nhất cũng phải là 250 ngàn. 25 ngàn. Bạn vừa hỏi ê cái áo này bao nhiêu, nó nói đúng giá. Ông vừa nói 250 ngàn, tôi trả 25 ngàn bán liền. Bán liền? Bị hớ rồi đó. Bị hớ. Đáng lẽ là tôi trả 2.500 đó. Trời đất ơi. Ông hả miệng ra coi. Ý, răng còn nguyên hả? Trời. Ủa không, không có rụng cái nào hả? Mới làm lại đó. Trời ơi, sao không biết? Mỗi lần đi mua cái gì bị giả rớt mấy cái hoài. Chứ còn cái gì nữa? Trả gì mà quá lố. Có gì đâu lố. Đàn ông trai mà đi chợ mà trả giá gì là không có được. Bởi vậy mày phải học tao. Mày là đầy tớ, mày đầy tớ trong nhà giống như ngang hàng tao vậy mày. À mày, mày chỉ có đứng thôi nghe chưa? Dạ, dạ. Bữa nào mày ngồi tao chặt què giò cho mày ngồi dạ, luôn. Dạ, đứng. Nghe chưa? Dạ. Mày phải học ông chủ của mày. Mai mốt mày đi chợ đó dạ. Là phải trả giá. Hiểu chưa? Ví dụ ra nó nói chanh. Hỏi chanh bao nhiêu? Hiểu không? Dạ. Nó nói là 2.500 một trái. Mày phải trả là 2.500 10 trái. Một ký. 2.500 một ký. Đó, còn phải như vậy đó. Dạ. Hiểu không? Rồi con cũng bắt đầu đi làm răng lại như là ông Tám luôn. Để tao giới thiệu chỗ làm răng cho. Ủa có luôn hả? Dạ. Nói mày nghe mà cái thằng quỷ nha sĩ làm răng á, nó cũng nói thách nhiều lắm nha. Ủa trời gì luôn hả? Nó nói 1.000.000 mày trả 100.000 cho tao. 100.000 một hàm. Ê, hỏi 100.000 một hàm cũng còn mắc. Tao chỉ cho hai ông cháu mày nè. Sao, chỗ này làm răng không tốn tiền. Dạ. Mà răng tha hồ lửa luôn. Dạ. Mấy cái chỗ mà ta làm heo làm bò đó. Nó nghe tưởng tượng đi. Hai người leo đây ngồi nè. Cái tôi đốt nhang luôn. Hai người giống như sắp leo bàn thờ vậy đó. Trời đất ơi, tính còn hơn tôi nữa. Ở đâu mà 100.000 nguyên hàm mày? Hả? Rồi ở đâu rảnh quá đi ra lấy răng trâu, răng bò gắn vô trong họng. Mấy người á phải biết tiết kiệm. Nhờ tôi á, bòn tro đãi trấu ăn mắm hút dòi dắt chài ra nước tôi mới có căn nhà to đúng rồi thấy chưa? Thằng
Chứ không phải nhà anh đâu. Đã thấy chưa? Thấy. Ê, thằng kia. Dạ. Bà Tám đâu rồi? À? Ủa, bà Tám phải vợ con đâu sao không hỏi con? Ê, hai người ăn nói cho đàng hoàng, mày cũng vậy nha. Hai người nói sao? Mà tôi cảm giác giống như vợ tôi là vợ chung hay sao á. Anh tự nhiên hôm qua nhà tôi ông hỏi vợ tôi làm sao, vợ tôi với ông có chuyện gì nói. Ê, đây làm gì? Ông có tin là tôi phan cái bình này vô mỏ không? Không phải. Ông phan cái bình này là tốn tiền phải tiết kiệm. Anh đừng có nghĩ tầm bậy, tại vì mỗi lần tôi qua đây đó là tôi hay thấy chị Tám đang ngồi đây với anh. Bây giờ tôi thấy vắng bóng không thấy chị Tám là tôi hỏi. Bái về kìa, bái về kìa. Mạng sầu. Yêu nữ nào đây? Yêu nữ nào? Vợ ông nè, thấy chưa? Ông luôn rồi đó trời. Trời đất ơi, bà làm gì vậy? Bà làm tôi tưởng đâu hiệp nữ u hồn không mà trời. Hiệp. Làm gì mà trùm kín mít vậy nè? Thì cũng tại ông hết. Sao tại tôi? Hồi tối nè, ông nằm gần tôi, nói mình ơi mình, bây giờ mình suy nghĩ làm sao mình phải tiết kiệm ha, là mình mau làm giàu, cho nên sáng tôi suy nghĩ. Tôi dậy suy nghĩ thì tôi lấy tôi cái mùng ha, tôi cắt cái mùng. Cái tôi mai thành cái nón. Cái mùng mới mua hôm qua bà cắt nát vụn vậy đó hả? Dùng cái mùng mới mà tôi ngu sao cái mùng cũ chứ bộ. Là như tôi ngu dữ à. Nè có tác dụng gì? Tác dụng ha, là mình tránh được mũi nè, tránh được ong chích nè ha. Tối tôi với ông á, chung vô đây hai đứa mình nhỏ con mà. Chung vô cái mình ngủ được. Đâu thử. Tối. Vô tôi dân chung vô. Ê trời ơi. Xong ngủ có đêm, ngủ có đêm sáng dậy chết đứng như Từ Hải hả? Trời ơi tiết kiệm ông này. Hay. Không ngờ bà còn hơn tôi nữa trời trời. Đây, gì? Hai vợ chồng anh quá có tài. Đã. Tính toán quá hay, đồng vợ đồng chồng đội có mùng như hai đứa khùng. Trời ơi. Theo con nghĩ là cái này là hư cả một thế hệ rồi. Sao hư cả thế hệ? Đắng lòng gia đình này quá, tiết kiệm quá đáng. Trời ơi tiết kiệm có làm giàu chứ mày. Cái thằng này là. Mày có tin tao trừ lương mày không? Hả? Hả thằng kia? Dạ, trời giỏi ghê đó. Trời sáng tạo quá. Sáng tạo của tôi có lý không? Tốt quá. Anh biết không, rồi ban ngày á mình không có làm gì, mình không có ngủ á, thì mình lấy cái này mình lưới cá hay là mình gió bét gì đó mình vẫn ăn không được. Nhưng mà vậy cũng không có ổn. Bây giờ nha, một lát á tôi với bà vô cắt bao ni lông ra rồi nối lại rồi trùm ở ngoài vậy nữa nè, bảo vệ để tôi nó một cuốn. Hai lớp đó, lớp ở trong là giải mùng, lớp ngoài là ni lông. Bó tay hai vợ chồng ông luôn à. Kệ tôi vậy mới giàu. Trời ơi vậy qua đây chi vậy? Thì qua uống trà chơi với anh à. Trời đất ơi. Qua uống trực thì nói uống trực đi. Bày đặt uống trà chơi với anh. Không. Trời ơi. Nó rảnh ghê vậy đó. Dạ, chủ nhà thảnh thơi quá ha. Ngồi uống trà ha. Dạ, chị em đấy. Dạ, nhà con lá vàng, lá vàng. Trời ơi. Nhà sao bóp cổ nó. Trời. Này, ai mượn mày lao ai dạy mày? Ai dạy mày? Ai mượn ai sai ai biểu mày lao bàn? Ủa thì cái bàn nó có vô rồi mà bụi là phải lao chứ sao? Trời. Vậy đây nè, từ trước tới giờ mày vô mày thấy vợ chồng tao lao bàn không? Hả? Hả? Có khi nào mày thấy vợ chồng tao lao không? Mày thấy ở trong nhà này mày thấy vợ chồng tao có bao giờ lao tủ, lao bàn, lao ghế gì không mày? Hả? Ủa chứ giờ nó vô rồi không lao chứ làm gì trời? Không được lao, mày lao nó sẽ mòn. Trời ơi. Mày biết lấy cái mỏ mày thổi thôi. Đó đúng rồi. Thấy chưa con? Thôi mày đừng có bắt chước ổng làm cái gì. Nè, ổng thổi riết cái mỏ ổng nhọn nghe không? Cái sàn nhà mà ổng còn thổi mà, đừng nói chứ cái bàn. Quá đáng. Ta chặt mỏ à. Thì con làm theo lời ông Tám mà, ông Tám khó quá. Ta không cần biết mày làm cách nào miễn sạch thì thôi, nhưng không được lao. Một lát bà vô bà lấy cái thước cho tôi. Tôi đo kỹ lưỡng hết. Đúng. Để mòn bao nhiêu, trừ lương bấy nhiêu. Nhớ chưa con? Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Cha nội của ông à. Trời ơi, chua quá. Chào ông nội, chào bà nội. Chào ông Năm. Con. Em chào chị. Ủa, ở đây có một bạn nào giới tính nữ hả? Nói mày đó. Trời đất ơi. Thôi em.
Anh làm ở đây không biết bao nhiêu lâu rồi em không phân biệt giới tính của anh nữa hả? Ra nữa ở đó nó. Trời đất ơi, con sao vậy con? Sao mà ông nội mua cho con chiếc xe đẹp quá mà con không chạy, con dắt bộn chi cho mệt vậy con? Dạ không phải. Ông nội, bà nội không biết gì hết. Xe đạp á, nếu như mà con ngồi lên, con đạp á, là hả, sẽ mòn bàn đạp nè. Tật. Mòn tay cầm nè. Mòn lớp nữa. Trong khi đó đi bộ chỉ có mòn đôi dép thôi à. Đôi dép có 10.000 à, chiếc xe đạp tới 1.000.000 lận á. Tiết kiệm mà lây qua tới đời con, đời cháu luôn rồi, nó thấy trời chưa? Trời ơi, cháu nội thì giỏi. Trời ơi. Ủa, vậy là nó giỏi. Vậy là nó giỏi. Nó biết tiết kiệm cho ông bà nội của nó. Con hay quá. Nhưng mà con ơi, ông nội nói con nghe nè, mai mốt con không cần phải tiết kiệm đâu, con cứ chạy xe. Tại vì người ta sản xuất chiếc xe đạp để cho mình chạy, cho mình khỏe. Con dắt bộn vậy á, con mệt. Con mệt từ giữa trưa nắng, con trúng nắng. Con về con bịn. Con bịn xong con nằm bệnh viện. Cái con nằm bệnh viện cái ông túng tiền. Hiểu không? Là nhiều hơn nữa, con hiểu không? Cứ chạy thoải mái đi, nghe không? Dạ. Nha. Làm sao? Bữa nay đi qua nhà ông bà ngoại vui không? Con. Có cái gì bệnh, có gì vui kể ông bà nội nghe coi. Dạ. Sao con? Vui không? Cái gì? Sao không nói vậy? Chắc mai mốt con không dám qua nhà ông bà ngoại nữa đâu. Ủa sao vậy con? Ủa sao vậy con? Làm bể đồ rồi phải không con? Con dạ bị la hả? Hồi sáng á, mẹ kêu con á là ra ngoài tiệm tạp hóa mua bánh kẹo với lại sữa cho ông bà ngoại. Nhưng mà con thấy ông bà ngoại lớn tuổi rồi, không có ăn uống gì nhiều á, nên là con kêu người ta in hình bánh nè, kẹo nè, sữa nè cho ông bà ngoại. Để nó coi. Mốt á mà ông bà ngoại á thèm ăn á, nhìn cái đó là hết thèm mà. Trời đất ơi, kêu con mua hiện vật. Con qua con tặng hiện hình. Trời đất ơi. Ghê quá. Dạ cho đỡ tốn tiền. Nó tiết kiệm. Như vậy là trời ơi, nó giống ông nội đó. Trời ơi, mới bị lớn mà biết tiết kiệm quá, ông nội tương quá con ơi. Con đừng có ôm ông nội. Ôm ông nội cái mòn cái áo ông nội. Ông nội tốn tiền nữa nghe con ha. Xàm xí quá. Xàm xí xăng ta nương. Sợ thiệt. Không có hơi nhảm nhí. Rồi sao nữa con? Rồi cái hả, ông bà ngoại hỏi con, trong nhà con thương ai nhất? Con nói con thương ông nội nhất. Ê, trời ơi, con đây. Kinh quá trời kinh đi rồi. Bởi vì tôi thương cháu nội tôi lắm đó. Con thương bà nội nhì. Trời ơi. Đã qua, có hiểu qua đi à. Bởi vì á, bà nội là nhà thiết kế siêu tiết kiệm. Trời ơi. Biết sao tiết kiệm không Năm? Trời ơi, ta nói nghe, ta mặc cái quần á, ta mặc 2-3 năm. Còn bà Năm đây á, bà mặc cái quần, bà mặc 9-10 năm. Từ cái quần dài, bà mặc 2 năm, cái bà cắt lên thành quần sọt. Cái quần sọt bà mặc được 3 năm, cái bà cắt lên thành cái quần đùi. Mặc cái quần đùi 3 năm, cắt lên thành mà cái quần ai. Mày có tin là tên giả mà quần bơi, mày. Quần bơi, dạ. Nhưng mà ta cắt lưỡi mày á, nha. Nha. Ê, cái mồm của tôi. Mà làm hư cái đó là tao trừ lương nha. Trời ơi là trời, lương nó 250 mà tháng nào cũng lãnh 2.500 mà nó không sợ nè trời. Có gọi chính xác mà la cái gì? Cái gì? Là sao con? Con nói bà ông bà ngoại con chắc tức ói máu. Con thương ông nội nhất á là tại vì ông nội á là nhà sáng chế thông minh. Nè con, cái này là ông biết. Chẳng những ông nội con là một người sáng chế thông minh mà còn tiết kiệm số 1 nữa. Biết tiết kiệm sao không? Mỗi lần mà người ta tắm á, là người ta tắm một lần 4 xô nước, 5 xô nước. Ông nội con tắm á chỉ có 1 ca thôi. Muốn trồng răng không? Hả? Răng tốt không cần có duyên quá. Sao không biết là tôi tắm con ca nước? Trời ơi, ngày nào cũng ngồi vậy ông có cái mùi là tôi biết rồi. Trời ơi, mấy ngày nay tưởng đâu trong nhà có chuột chết không hả? Có mùi. Ê, tháng này mày lãnh lương có 1.000 thôi đó. Rồi sao con? Hả? Dạ, bởi vì con thương ông bà nội á, nên là con nghĩ mai mốt ông bà nội già con phải phụng dưỡng, chăm lo cho ông bà nội. Cháu tôi có hiếu lắm mày nha. Đúng rồi.
là gom ông nội nè, ông ngoại nè, bà nội, bà ngoại. Ủa, gom chung chi vậy con? Dạ, vô viện dưỡng lão ở chung cho đỡ tốn tiền. Con đừng nói là mỗi năm con đi thăm lần cho đỡ tốn tiền nha. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Ủa, tôi mang cái gì mà giống như trời pate vậy trời? Trời ơi, ông Tâm ơi, mở ra giùm tôi đi. Nó bắt trước ông rồi đó, thấy chưa, mở ra đi, mở ra. Vậy sao, không tiết kiệm nữa. Con cháu nó học hỏi. Trời ơi, tiết kiệm kiểu này không được. Tiết kiệm quá, tiết kiệm lố. Trời ơi, đỡ anh tôi, đỡ lại giùm tôi. Con ơi, tiết kiệm là tốt, nhưng mà đừng có tiết kiệm quá lố nha con. Nha con. Thôi đi, tiết kiệm kiểu đó anh không dám đâu, thôi thà ở không cho nó sướng. Thôi đừng có ở không buồn lắm. Em có cách này nè, bây giờ anh cứ tiết kiệm đi, nhưng mà đừng có siêu tiết kiệm như vậy, tiết kiệm vừa phải thôi. Bằng cách nào? Ăn ít lại, nhịn ăn để có tiền, rồi khi nào mà đủ tiền cưới vợ rồi thì lúc đó vợ về tẩm bổ cho sao, được không? Thôi được rồi, đó cũng là một cách hay, anh sẽ suy nghĩ và chúng ta tiếp tục cài bừa thôi. Muốn cài đúng không? Nhưng mà phải chương trình sau mới cài tiếp được. Sao vậy? Tại vì bây giờ chương trình này hết thời lượng rồi. Vậy thì tranh thủ những giây phút cuối cùng, một lần nữa Đình Toàn và Lê Khánh cảm ơn quý vị đã yêu thích và theo dõi chương trình Danh Hài Đất Việt. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sao nói câu cục lủng vậy? Em siêu tiết kiệm. Gặp lại quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Lê Khánh, theo em á thì trong tình yêu yếu tố sắc đẹp sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Khó quá tại vì á tùy theo cảm nhận của mỗi người. Theo em á thì yếu tố sắc đẹp sẽ chiếm 30%. Gì vậy? Có 30% thôi hả? 30% thôi chứ. Ít luôn. 100% yếu tố sắc đẹp là chết em á. Sao vậy? Tại vì em đâu có đẹp 100% đâu. Em phải lấy những cái khác gỡ vô chứ. Không, thật ra thì anh cũng đồng quan điểm với em. Yếu tố sắc đẹp chỉ cần chiếm một phần nhỏ ở cái nhìn đầu tiên thôi. Và sau đó khi tình cảm tiến triển thì nó còn nhiều điều khác nữa. Đặc biệt là cái nết, đúng là tính tình á. Giống như em nghe ông bà mình có câu không? Cái nết đánh chết cái đẹp. Có khi nào mà cái đẹp 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 cái nết không anh? Cũng có thể. Thôi được rồi, nhân chủ đề này thì anh em chúng tôi mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm OK Mình Chia Tay của tác giả Phạm Tân, với sự tham gia của Ngọc Lan, Hồ Việt Trung, Dũng Nhí và Hứa Minh Đạt. Trời ơi, tôi chết. Làm gì anh cười dữ vậy? Dư tiền của mình anh hai lấy hết, từ giờ còn 2 tờ, chơi gì thua hoài. hay hay lắm, mày đúng là em của anh mà. Chơi giờ còn 2 tờ, lát nữa hai đứa ăn hủ tiếu gõ luôn chứ ăn cái gì vậy. Bây giờ còn 2 tờ này thôi thì cho nên là chúng ta phải chơi cho hết. Chơi nữa, chơi hả? Tiếp còn 2 tờ chơi luôn hả? Đúng, không chừa lại ăn hủ tiếu gõ luôn phải không? Chơi mới gỡ được chứ anh. Chơi mới gỡ ha, hay lắm. Anh thích em rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh đố tiếp đi. Anh đố không? Em. Hả? Gì? Chơi hết mình hết tiền rồi sao? Chơi hết cái này hả? Rồi sao? Không, tao không có cho lại nha. Hết là ráng chịu chứ không có cho lại nha. Là chơi hết cái này hả? Là mình nhịn đói 1 tháng á.
hết cái này mình chơi hết cái này thì mình chơi tiếp, mình lấy cái khác ra mình chơi tiếp, mình chơi gì nào mình gỡ được thì thôi. Chơi nữa hả? Ừ. Bây giờ trước mắt là chơi cái này đi nè. Rồi. Để em gỡ hết cái đống kia lại nè. Hai tờ phải không? Đúng. Rồi, chuẩn bị nghe câu đố của anh đây. Đố em, quần nào rộng nhất, lớn nhất? quần ống lê. Sai. Quần thủng. Chật. Quần đôi. Không đúng. Quần áo. Quần sao trên đầu thì có cái áo chẳng vậy? Rối quá. Quần thăm. Quần thăm không có rộng. Quần vậy chứ quần gì? Nghe cho đây, nghe cho kỹ đây. Quần rộng nhất là quần. Quần gì? Quần đảo. Mà tưởng tượng cái quần đảo đi, An biểu mà nhìn cái quần người chi. Thua nữa rồi. Đây, đưa đây, hai tờ luôn. Hai tờ cuối cùng cũng ra đi. Này chơi vui quá, chơi thua hết tiền rồi. Anh nói nghe lại chút, nhớ trả cái sim lại nha. À, chút nó ra lấy cái sim nó trả cho. Hết rồi phải không? Anh vui lắm ha, thua hết trơn tiền mà anh cười. Hết tiền rồi phải không? Anh nghĩ cuộc chơi đến đây đã chấm dứt. Đi nha. Không có. Anh nghĩ sao vậy? Hết tiền thì còn của chứ, đúng không? Nè, đó, người em của rất là nhiều. Đó. Cái gì vậy? Đồng hồ. Ê, cái đồng hồ này là anh mua tặng em kỷ niệm một tháng mình yêu nhau hả? Em biết là vậy rồi, nhưng mà bây giờ phải gỡ mới có tiền ăn. Trời ơi, thua hết trơn tiền rồi, không thấy hả? Trời ơi, em hay lắm. Gỡ được nữa không? Hay là thua luôn cái đồng hồ? Dĩ nhiên là phải gỡ được thôi. Nếu mà thua luôn cái đồng hồ sao? Thua luôn cái đồng hồ thì em chơi tới cái nhẫn này. Thôi. Cái gì? Không có được. Chiếc nhẫn này là anh tặng em. Anh tặng em kỷ niệm ngày một năm chúng ta yêu nhau mà. Tới 40 triệu lần đó. Nhẫn được 40 triệu đúng không? Trừ ra cái tiền hao mòn còn 30 triệu. Chơi luôn hả? Chứ sao? Rồi thí dụ như thua cái đồng hồ, thua chiếc nhẫn luôn rồi sao? Thua đồng hồ, thua chiếc nhẫn thì em thế chấp con người. Hay, không có được. Trời ơi trời, em chơi mà. Em bán thân em bán cái vàng của em luôn hả? Trời, em đâu có bán em chi. Chứ sao? Em thế anh. À, thằng này nó là em của anh mà. Cái chuyện đó anh xài anh sao em không cần biết, miễn sao em có cái để em thế chấp rồi ha. Đụng tới máu của em rồi, máu nó lên rồi, trời ơi thua hết trơn tiền rồi, phải cho người ta gỡ chứ. Em gỡ được không? Bây giờ gỡ được, nhưng mà bây giờ em phải là người ra câu đố. Anh thích em rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Cuộc chơi bắt đầu máu đổ rồi đó hả? Máu đổ rồi. Còn cười bây giờ thấy căng quá, bây giờ căng quá không cười hết rồi. Không, chơi cái gì phải có máu mới được. Dĩ nhiên, trời ơi. Máu me, trời ơi, chơi là phải chơi cho tới, không anh, có chơi nữa rồi. Anh kết em rồi. Đúng rồi. Ê, cái gì vậy? Người yêu em mà anh hay. Không, ý anh nói là anh thích cái tính khí của cô em dâu tương lai của anh là vậy. Đúng rồi. Anh là phải tin tưởng ở em, nha. Tin em. Anh chỉ việc ngồi đây chơi đi, nha. Thế giới để em lo, nha. Em sẽ là người ra câu đố chứ không phải là anh. Bây giờ em đố anh. Ở kế bên nhà em có cái bà đó. Bà tên Huệ. Bà tên Huệ phải không? Khoan. Bà có hai đứa con. Hai đứa nghe con. Cho kỹ nha. Một đứa 12 tuổi, một đứa 6 tuổi. Một ngày bà gánh 8 bó rau muống đi ra chợ bán. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Ê, cái gì lãng mày? Thế mày nói mày bà tên Huệ rồi có đứa con 12 tuổi rồi một đứa thông 8 số, tuổi. Thông số nè. Bà có đứa con 12 tuổi, đứa 6 tuổi ha. Một ngày bà gánh 8 bó rau muống. Anh phải vận động đầu óc của anh để anh suy nghĩ chứ. Nghe đây, anh giải thích đây. Bà có đứa con 12 tuổi nhưng đứa con 6 tuổi là 18, 6 với 2, 18 bà gánh nhiều bó rau muống? 8 bó rau muống nè. 8 bó rau muống. Giờ đeo đồng hồ vô nè. Bà 26 tuổi rồi. Chật lất rồi. Ủa chết cha, bà 26 tuổi sao bà có con 14 tuổi, 12 tuổi? À, bà 46 tuổi. Bỏ đi. 50 tuổi. Tào lao rồi. Chứ bà nhiêu tuổi? Bà 51 tuổi không ơi. Tại sao bà 51 tuổi? Bà ở kế nhà tôi, biết sao tôi không biết. Hay không? Lợi thế sân nhà đó. Hay quá. Lấy lại thôi. Thua. Giờ trả tiền lại đây. Trời ơi, nãy giờ ăn nó mấy câu, nó ăn lại câu, nó quất lại hết luôn hả? Dĩ nhiên rồi, gỡ mà. Gỡ. Gỡ. Tiếp. Dù sao anh cũng thích tính của em. Giờ em chơi tiếp rồi chúng gì? Tao còn tiền.
À, nãy giờ tôi chưa tới vốn mà. Muốn chơi nữa đúng không? À, còn tiền còn điện thoại đây. Mình nghĩ đi em. Em đã lấy lại những gì đã mất và em sẽ lấy luôn những gì mình chưa có. Được không em? Được không? Anh cứ ngồi đó anh chơi thế giới để em lo. Tin thế giới ở đây còn tin thế giới. Tiếp đi em. Em đố anh. Kế bên nhà em. Kế bên nhà. Có cái bà đó. Bà tên Huệ. Bà tên Huệ nữa. Bà Huệ đó hả? Hai bà nó không tên Huệ á. Huệ mập Huệ ốm anh. Em tên Lan. Sớm em bông không à? Lan với Huệ là ta cúng trên bàn thờ được đó. Đó đúng rồi, đúng rồi. Bà tên Huệ. Bà 52 tuổi. Lớn hơn bà bên kia 1 tuổi. Lớn hơn bà kia 1 tuổi. Bà có 5 đứa con. Nhớ nha. Bà tên Huệ, bà 52 tuổi, bà có 5 đứa con. Một đứa tên Thủy, đứa tên Quả, đứa tên Kim, đứa tên Mọc. Em hỏi anh, đứa Út tên gì? Chết em rồi. Nói về phong thủy thì anh rành lắm rồi. Chết rồi cưng ơi. Chuẩn bị ối tiền ra đây. Bà tên Huệ, 52 tuổi, bà có 5 người con. Một đứa tên Kim, đứa tên Mộc, đứa tên Thủy, đứa tên Quả. Còn đứa thứ 5 tên Thổ. Tào lao rồi. Kim, Mộc, Thủy, Quả, Thổ. Chết rồi. Tào lao rồi. Chứ nó tên gì? Thằng Út nó tên Duy. Cái gì vậy? Trời ơi, con ta, ta muốn đặt tên nào người ta đặt kệ người ta. Vui quá. Lời thấy sân nhà nữa. Lời thấy sân nhà nữa. Tì. Ta đổ mồ hôi với con em dâu rồi đó. Lấy điện thoại trước đi. Chết điện thoại đúng không? Chết rồi. Cuộc sống này nó đơn giản lắm. Nên mình chỉ cần nghĩ đến những điều thật là đơn giản. Mình đừng nghĩ gì nó phức tạp quá. Không tốt đâu nha. Tiếp. Bây giờ chị Nhiên rồi. Còn cái bóp. Đang máu. Đúng rồi. Máu là phải chơi. Anh thích em rồi. Lời mình nghĩ đi em, mình nghĩ đi. Ê, chơi lời nghĩ hả? Chơi Sinon hả mày? Chơi Sinon là người ta quýnh chết luôn á nha. Anh trong sòng bài mà Sinon là người ta quýnh chết. Trời ơi, chơi là phải chơi khô máu mày. Anh tiền anh tiêu xài đồ chứ. Rồi anh giàu, anh hai không giàu cần à. Giờ sao, ổn không? Ổn. Anh tiếp. Ngồi đó chơi. Thế giới để em lo. Ngồi không trên thế giới nữa. Ok. Vì em đố trên thế giới nè. Trên thế giới luôn hả? Em đố anh ở trên thế giới. Chết cha, nó qua thế giới à mày ơi. Có tin thế giới. Tin thế giới. Thế giới để em lo. Trên thế giới có một loài chim, nó bị thương nhưng nó không đau và nó vẫn sống bình thường, là chim gì? Cái này bậy à. Trên thế giới này hay là bất cứ ở đâu cũng vậy, loài động vật nào bị thương thì cũng phải đau hết á. Anh mắc cười quá, người ta có người ta mới đố. Người ta thông minh, người ta biết, người ta mới đố. Anh không có thông minh thì anh nói đại là anh không thông minh, anh không biết đi. Rồi người ta trả lời cho. Ê, có con chim gì mà nó bị thương, nó không đau, nó vẫn sống bình thường? Con chim cánh cụt nó đau không? Cái cánh nó bị cụt đó, nó bị thương đó mà nó có đau không? Hay là nó vẫn sống bình thường? Đúng rồi. Tào lao. Chắc không suy nghĩ ra ta. Thấy em hay không? Dạ, đưa tiền đây. Thôi nữa hả? Bây giờ chơi tiếp nè. Bây giờ anh còn gì anh chung không? Còn con người anh nè. Thôi bỏ đi nha. Em không xài được đâu nha. Ê, còn bộ đồ này. Rồi thôi bỏ. Bộ đồ hiệu. Bỏ luôn đi. Lột bộ đồ này ra mà anh không có mặc gì. Anh đứng trước mặt em kỳ lắm. Nghỉ mệt đi anh. Xong cái ngày mai mình đi làm kiếm tiền qua mình chơi tiếp nha. Tao chờ má về tôi xin tiền tôi chơi tiếp. Dạ. Máu quá vậy. Em yêu à. Hay quá. Lấy nhiều tiền nữa. Nãy giờ là chuyện thế giới là của em lo rồi. Đúng rồi. Bây giờ chuyện chia tiền anh lo cho. Thôi vậy luôn rồi. Nãy giờ công sức là công sức của em. Câu đố là của em. Em nói em khô nước miếng là nước miếng của em. Tự nhiên cái giờ anh đòi chia tiền. Anh em nói anh nghe đụng tới tiền bạc á là nó tế nhị lắm. Đây là những vấn đề tế nhị. Tình cảm là tình cảm mà tiền bạc là tiền bạc, đúng không? Phải rõ ràng. Bây giờ em đố anh. Cái cục tiền này là của ai? Dễ quá mà, cục tiền là cục tiền của hai đứa mình, lát nữa chia đều cho nhau. Cục tiền này là của tôi. Bây giờ tôi lấy tiền tôi đi shopping, biết chưa? Xong ra một cục tiền của anh, giờ đi kiếm kèo khác chơi nè. Quá vậy vốn. Hai. Vậy là người yêu em sao anh hai? Mày xong rồi. Rồi mọi chuyện sao? Lần sau mày phải nói tao nghe chứ mày. Mày chặt nó hả? Mày chặt
hả? Cái gì từ từ nói chứ yêu nhau mà cái gì mà giận hờn mà phải chặt chém nhau ghê vậy? Sao? Chặt hả? Cái gì? Cắt cổ nó luôn! Trời ơi! Cái sao? Với người yêu tao! À, chia tay á hả? Đúng rồi, tao không dám nói câu đó mà. Trời ơi, sai mà làm tôi ghê. Một cô gái cờ bạc như vậy mà sao mà lấy hết tiền bạc bỏ đi như vậy thì biểu làm sao tao không? Chia tay. Đúng rồi, mày hiểu đâu rồi đó, tao không dám nói. Tao thở mày quá rồi, tao hiểu rồi, hiểu không? Nhưng mà là, lý do chia tay là biết rồi, nó cờ bạc. Đúng nhưng mà rồi. Tại sao khi yêu nhau không tìm hiểu kỹ càng, bây giờ chia tay là sao? Không tìm hiểu kỹ. Trời ơi, mày không biết tao với lại người yêu tao có nguồn gốc đàng hoàng, có chuyện tình lãng mạn đàng hoàng. Tao với người yêu tao, tao gặp người yêu tao ở nước ngoài. Wow, trời ơi, đi nước ngoài luôn hả? Đúng rồi. Chắc chỗ này lãng mạn lắm mày. Đúng rồi, ra nước ngoài luôn. Ở đó nè, có tuyết nè. Wow. Có đồi, có núi nè. Wow. Phong cảnh lãng mạn nè. Tao đi chỗ đó quá trời luôn, không gặp người yêu tao. Cuối cùng tôi gặp người yêu tao đâu phải không? Ở đâu? Casino. Gặp gì ba? Đi mấy cảnh lãng mạn đó không có gặp người yêu tao vậy mà. Đi vô casino gặp người yêu tao đang ngồi. Hai đứa yêu nhau từ lúc đó luôn. Trời, người yêu tao đang khóc quá trời mà biết cái tật tao rồi. Thấy người phụ nữ khóc quá là tao khó chịu trong người lắm. Tao lại tao mới dỗ dai. Cô gái à? À, sao, sao cô lại khóc như vậy? À. Trời ơi, người yêu tao quay lên cái gương mặt tao nhớ hoài luôn. Trời, nước mắt lưng tròng. Trời, bờ môi. Sao vậy? Sao khóc như vậy? Anh ơi! Ừ, tội mày! Em thua hết tiền rồi! Anh có tiền cho em mượn để gỡ không? Đó, mày biết tao rồi, gặp con gái mà bị vậy nữa. Nhớ in trong đầu hình ảnh con gái yêu luôn rồi. Tao móc tiền ra tao cho người yêu tao mượn tiền. Xong rồi hả, người yêu tao gỡ hết lại tiền bạc yêu tao luôn. Mà bây giờ tao với người yêu tao đúng rồi, tao không nói được chữ đó. Biết không, mà bây giờ tao hoang mang lắm. Bây giờ mày tưởng tượng cảm giác của tao đi. Tao đi đâu cái hình ảnh của người yêu tao hết. Đi đâu lang thang ở đâu cái hình ảnh người yêu hết. Đi ra đầu ngõ thấy tụi nhỏ đang quýnh bài cào, nhớ người yêu tao. Gì vậy? Đi vô điện tử thấy người ta đang bắn cá chơi, nhớ người yêu tao. Vô cái sân vận động đua ngựa cá độ đó, nhớ người yêu tao. Chị là mày bị ảo tưởng rồi, ảo tưởng quá nặng rồi. Buồn buồn ra Vũng Tàu đến ngắm biển rồi đi vô ngang qua ngay chỗ đua chó, nhớ người yêu tao. Chứ đụng tới cờ bạc hay là gì là nhớ người yêu tao. Thôi thôi, thôi thôi tao thôi. Tao phải tránh xa mới được. Thôi thôi, tao hiểu mày rồi. Hiểu không, tao hiểu là mày đang buồn lắm. Buồn lắm. Bây giờ trước khi mày đi á, mày đi đâu á, mày có chăn chó gì mày nói tại tao. Có gì tao nói là cho người mày cho. Mày thùng hả? Chú tự tử hả mày? Mày đi người vừa hả chứ? Tao sẽ tạm xa thành phố thôi. Tao đi ở một cái miền quê yên tĩnh nào, tao nghĩ nơi đó không có cờ bạc, không có gì hết để tao yên tĩnh. Tao coi người ta kỳ cuộn, người ta làm gì thôi. Chứ làm gì thì chết hay sao thì xa gì. Nhưng mà thiệt tình, tao không có chăn chối. Còn trước khi đi xa, tao sẽ làm hết những số việc này. À, cái này không. Cái này giấy khám sức khỏe. Giấy khám sức khỏe của tao. Cái này nè, cái này mới là những lời chăn trối. Trước khi xa thành phố sẽ làm được hết những chuyện này. Mày làm chứng giùm tao nha. Rồi, được rồi, bây giờ tao là sẽ là cầm cái này đưa cho con gái mày. Giờ ta thổ lộ lòng mình với cô hàng xóm. Ê cha, mày bả mày. Sao? Có gái mà có yêu người con gái khác là sao? Phải, mày không hiểu tao rồi. Mặc dù người yêu của tao á, người yêu cũ của tao đó, nó in sâu vô trí não của tao, in sâu trí não của tao. Nhưng con gái hàng xóm còn in thấy ghê hơn nữa. In sâu vô con đường khác. Đường nào? Màng nhĩ. Trời ơi, coi như con bé hàng xóm này là sáng nào nó cũng hát karaoke hết. Mà tưởng tượng cái giọng nó đi, trời ơi, cái giọng nó thấy ghê, nó kinh khủng. Mà sáng nào nó cũng làm một cái live show của nó, sáng làm cái live show. Trưa cái nó làm cái đĩa VCD. Tối nó quất nguyên một cái đĩa MP3 luôn, tôi nghe tôi muốn chết luôn. Bây giờ tăng mọi giá tôi phải qua, tôi cua ẻm để tôi kêu ông im lặng lại. Cua cái gì mà cua, gặp tao là tao kêu công an phường xuống bắt đó. Cái cua cái gì mà cua? Bắt cái gì mày? Ôi ao nghĩ sao 12 giờ đêm nó hát, người đó làm sao chịu nổi. Gặp tao như mày là tao qua tao giả cho mỏ nó rồi. Trời ơi, mày nói chuyện hay quá sao giả mỏ được. Chứ sao? Mày biết bồ đó là ai không? Ai? Bồ đó là võ sĩ Quyền Anh đó. Bây giờ tôi bị áp lực.
áp lực trí não, áp lực luôn hai cái màn nhĩ nữa. Đau khổ lắm mày ơi. Thì hả, thì coi cái điều thứ hai của mày là làm gì? Đấm mầm mắt thằng bạn thân. Tao có làm gì mày đâu. Tao đánh mày á. Tao làm gì mày đâu. Mày á, mày cũng chơi ác với tao lắm. Bữa đó hả, cái quần của tao mày lén lén mày mượn, mày qua nhà tao mày lấy mày mượn, mày mặc xong rồi mày giặt mày để lại chỗ cũ, mày không chịu nói tao nghe hết. Làm bữa đó lấy cái quần đi mặc á, mà mày mặc sao bị rách dây cái đáy. Bữa đó đi ăn sinh nhật. Mày biết không, tao ngồi chỗ cao nhất. Trời ơi, mày bắt cóc số hàng đi vòng ngồi cái chỗ cao nhất thì sinh nhật của người ta rồi, tao ngồi người ta nhìn tao cười quá rồi, trời. Thôi xin lỗi mày, xin lỗi được chưa? Để coi cái tội thứ ba gì cái này là thú nhận chuyện xảy ra vào ngày 24 tháng 5. Ủa, là chuyện gì vậy? Ủa, chuyện đó mệt lắm mày ơi. Bữa đó qua nhà người yêu cũ của tao đó. Người yêu cũ lúc mà chưa chia tay. Đúng rồi. Hai đứa còn đang yêu nhau đó, qua bên đó chơi. Qua bên đó chơi xong hả, tao thấy nhà người yêu tao hả, có chai rượu Pháp nổi tiếng lắm. Ủa, cái đó uống ngon lắm á. Rượu mà mắc tiền lắm á, bao nhiêu năm rồi đó. Ờ, cái đó uống ngon lắm á. Hay. Tao mới cầm cái chai rượu lên, tao cầm điện thoại, tao chụp hình tự sướng, đăng Facebook câu like đồ. Chụp hình nè, đang chụp, cầm cái điện thoại lên, chụp. Chụp xong chụp cái lo chỉnh mà cái độ mà Photoshop đồ á, cà mặt đồ đó. Đang chỉnh vậy nè, xong thấy này chỉnh nè. Cầm vậy nè. Xả. Ở chai rượu rồi. Mà cái hình nó đẹp, mấy em lúc đó chụp được nguyên cái chai rượu đang rớt cái sẵn giống vậy luôn. Bây giờ bể luôn rồi. Trời mà tao đâu dám nói đâu, dám nói người yêu biết. Người yêu biết là người yêu tao giận tao là đòi thế nào cũng đòi chia tay ông nào. Đúng rồi. Thế nào cũng đòi vậy à. Vậy hả, tao mới lấy cái chai rượu khác. Tao thêu thay thế. Bây giờ mà chưa dám thú nhận. Bây giờ phải thú nhận với người yêu tao là tội lỗi tao vậy. Xong rồi tao làm hết trong những chuyện đó xong rồi tao về quê. Trung à, tao bị ảo tưởng hả Trung? Không có đâu. Hình bóng của yêu tao lại quay lại rồi nè. Ở đây đâu có bài, ở đây đâu có bắn cá, không có đua chó, không có đua ngựa, mà sao thấy hình bóng của người yêu tao vậy? Không phải, phải người thật việc thật. Đây, nhìn kỹ đi. Người thiệt chứ phải búp bê. Ừ. Dạ. Ủa? Em nói chuyện riêng xíu nha anh. Em với anh hai người chia tay. Đúng rồi đó, còn qua đây chi nữa. Em với anh, tụi mình không thể nào chia tay. Không thể được đâu. Sau bao ngày suy nghĩ thì em mới phát hiện ra là cuộc đời của em không có anh là em sống không được. Không có anh em giống như là cá mà không có nước gì đó. Có điều đó xảy ra nữa hả? Dạ. Bữa nay em qua đây là để em xin lỗi anh, em xin lỗi gia đình anh, chứ em đem đồ em trả cho anh thôi. Đem cái gì? Em đem cái gì? Bộ bài tứ sắc hả? Cá ngựa. Ông em bỏ rồi. Hay là đem bộ bài qua hai mình quýnh tiếng lên cho nó vui, một mình em quýnh buồn. Em bỏ hết rồi, em không có cờ bạc nữa. Chứ em đem cái gì qua gì? Này, em đem đồ qua, em trả cho anh hai. Hả? Em biết hối lỗi rồi hả? Dạ. Em đem đồ trả cho anh hai hả? Dạ. Vậy là đồ em bữa em đem trả hết cho anh hai luôn. Vậy là hai đứa mình không có chia tay. Mày với gậy mà giống nhau quá đó, giống như là chữ đó không đụng vô nữa hay sao á, kỳ quá. Vậy là hai đứa mình không có chia tay. Đúng rồi. Trời ơi, hai đứa mình yêu nhau lại. Dạ, hai đứa mình yêu nhau lại. Vui lắm rồi, lắm rồi. Bây giờ hai mình yêu nhau lại rồi. Quay lại là quay lại với em chứ không phải là quay lại với ảnh. Thì anh biết mà, hai mình sẽ quay lại với nhau chứ. Quay lại là quay lại với em chứ không có quay lại với ảnh. Anh biết mà, quay lại là quay lại với em. Dạ. Nhưng mà anh vui. Anh quay lại là quay lại với em chứ không có quay lại với ảnh. Quay lại là sao? Em nói vậy không phải quay lại. Dạ là mình yêu nhau á, là hai đứa mình yêu nhau, là anh ôm em nè, tránh ra coi. Quên. Rồi. Đi vô đây, vô dạ. Nhà chơi. Anh. Ui, bữa nay nha, em có đem chai rượu qua nữa đó. Chai rượu gì vậy? Nè, em đem chai rượu. Đây là chai rượu quý của ba em. Chai này á là nó bằng tuổi em, năm 1985, tức là năm nay nó 30 năm rồi. Đó. Em đem qua đây để mình ăn mừng với nhau nè. Cho chai rượu quý quá. Dạ. Cho đây, tao để coi. Cho anh. Cho anh xíu. Ủa, đó, cái chai rượu này là cái chai rượu mày nói là bữa là mày nớt xuống. Mà chai rượu đó trong mày đổ cái gì vô trong đó.
xe rượu giả đó, tao đổ cái gì cồn nè, chút nước lã nè, oxy già mà nó chưa ra đúng màu, tao bỏ thêm miếng nước đỏ nữa, xì dầu vô nữa, nhìn cái màu nó cũng nó gần giống rồi, mà cái mùi nó chưa ra, tao mới bỏ thêm miếng nêm mắm tôm rồi vô nữa, nước rồi vô, tao quậy lên xe đó. Là ngon mày. Uống mình đi. Ê, chứ mà phải cứu tao chứ mày. Cứu không sao. Giờ vui quá. Đi lấy ri ly đi. À bây giờ là... Mày cứu tao đi, đi lấy ly. Đi lấy ly đi. Thôi thôi thôi, anh đi lấy ly. Dạ. Đi lấy ly, ly lấy màu rồi ra nhậu. Đúng rồi. Ai nhậu được thì nhậu, không nhậu được ăn màu. Rồi rồi, vui quá. Em cầm bánh này đi, anh đi dạ. Lấy anh đi lấy ly đi, anh cầm vô luôn đi. Đi lấy ly. Anh đi. Trời ơi. Hả? Gì anh? Ôi, anh viết thư tình cho ai vậy? Hả? Để em đọc. Nha, anh giấu em hoài hà. Cái gì? Những điều cần làm trước khi đi khỏi Sài Gòn. Là của nó đó. Trời ơi, thằng này chi tiết kỹ này. Cái này của ai? Của anh. Ủa anh tính đi đâu hả? Anh tính đi Đà Lạt chơi. Hôm nay nhà nóng quá, tính Đà Lạt cho nó mát. Ôi anh là một con người rất là có kế hoạch nha. Anh đi đâu anh cũng ghi ra từng chi tiết như vậy để anh đi á hả? Đúng là tính anh kỹ càng lắm. Hay quá. Anh phải học ảnh nghe không? Làm gì phải có kế hoạch hết trơn. Anh em đọc nha, em đọc coi anh chuẩn bị cái gì nha. Được rồi, em đó được. Đầu tiên nè, thổ lộ lòng mình với cô hàng xóm. Ôi trước khi đi chơi là tỏ tình với người ta luôn, hay thiệt. Ủa mà anh có bạn gái hồi nào vậy? Anh có người yêu hồi nào vậy? Sao anh không nói cho em biết? Anh mới thương người ta à, mới thương thầm nhớ trọng người kế bên nhà thôi. Ủa nhưng mà em nhớ hàng xóm của anh đâu có con gái đâu. Ở kế bên Dũng nè, anh Tùng nè, rồi thằng Tí nè. Thằng Tí thì nó nhỏ xíu à. Thằng Tùng á. Thằng Tùng. Ôi lão quá à, cô anh lão quá à. Ơi, gu lạ lắm em. Để em đọc cái điều thứ hai nè. Anh không biết anh gu vậy nữa mà. Điều thứ hai, đấm bập mắt thằng bạn thân nhất. Ủa sao tự nhiên anh đòi đánh anh Đạt vậy? Anh đúng rồi, đánh với mặt mày á. Tao đánh với mặt mày luôn á. Sao tự nhiên anh đòi đánh anh? Thì cũng tại em chứ đâu. Sao tại em? Bữa nó chia tay với em nó buồn quá. Nó qua nhà anh, nó quậy tan nát nhà anh luôn. Nó lấy đồ ăn ra, nó ăn xong quần áo của anh. Và đặc biệt anh có cái quần anh yêu nhất. Nó qua nhà anh, nó ngồi nó chơi, sao nó buồn, nó xé cái quần. Nó xé ngay chỗ chính giữa. Rồi anh đi ăn đám cưới, em tưởng tượng coi. Anh bước vô, anh còn nổi hơn cô dâu chú rể nữa. Cô dâu chú rể mà nhìn mình anh cơ mà. Em biết sự xấu hổ quá anh. Tự nghiệp đúng quá. Bởi vậy đó, quýnh mặt mặt đó luôn á. Em không có ngờ là anh lại có những cái hành động đó là nữ tánh vậy luôn á. Sao tự nhiên cái đi xé bụng ta. Điều thứ ba nè, thú nhận chuyện xảy ra vào ngày 24 tháng 5. Sao tự nhiên anh nói với anh gì vậy? Cái chuyện đó anh hứa với em là anh không có nói gì hết rồi mà. Anh nói là anh sống anh để bụng chết anh mang theo mà tự nhiên bây giờ anh làm vậy. Anh có biết là anh làm vậy là anh phá nát gia cả nhà em không? Hèn gì, từ sau cái bữa đó là anh Đạt anh đòi chia tay với em luôn. Trời ơi sao anh ác quá vậy anh Trung? Ủa gì vậy? Phút này tôi sang vô xíu được không? Ủa là sao? Ngày 24 tháng 5 là hai người có chuyện gì xảy ra? Dạ. Hai người có chuyện gì xảy ra để mà phải nát gia can thế này thế nọ mà chia tay nhau là cái gì vậy, là cái gì? Em phải giải thích đi chứ không biết cái tật tôi rồi tôi không giải thích đàng hoàng là tôi mới để yên cái chuyện này đâu nha. Không anh ơi. Sao? Dạ thiệt ra là vậy là bữa đó là tụi em hôn nhau. Trời ơi. Trời ơi là trời. Em với tôi yêu nhau mà em hôn thằng này. Trời ơi là trời. Lỡ. Dạ đúng anh, lỡ, tại bữa lỡ đó bồn, lỡ bồn. Bữa đó nhậu quá anh, bữa đó nhà em có tiệc á, anh với anh Trung qua nhà em chơi rồi cái em bữa đó em xỉn, em nhìn ảnh em tưởng anh không à. Lỡ hai dạ. Người lỡ hôn nhau hả? Dạ, dạ. Hai người lỡ hôn nhau rồi hai người có lỡ yêu nhau luôn không? Dạ, không? Rồi sau này hai người có lỡ cưới nhau luôn không? Dạ, rồi hai người có lỡ có con với nhau luôn không? Dạ, hả? Nhưng hai người bây giờ ăn ốc đã rồi bắt thằng này hốt vỏ là sao? Không có. Em đi ra khỏi nhà anh cầm cái rượu giả này ra khỏi nhà tôi. Không anh ơi, em xin thề với anh, tấm lòng của em là thiệt chứ chai rượu của em cũng là thiệt chứ không phải giả anh. Dạ rượu thiệt, ba em mua bên Pháp về.
pháp gì, không có pháp gì. Dạ. Cái rượu pháp đi Đức rồi. Cái rượu này rượu giả. Cái rượu này nó thiệt với em á, chai rượu này là anh pha nè. Bữa đó chai rượu thiệt là anh đập bể rồi, bị rớt bể rồi. Còn cái chai rượu này nè, anh sợ cái đó, anh sợ quá. Anh mới pha vô cái rượu này là rượu à pha nè, cồn nè, nước lã nè, xì dầu nè, mắm tôm nè, oxy gà cho ra cái giống cái màu cái mùi với uống vô là banh ruột luôn á. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời trời ơi. Sao anh có thể lừa dối tôi như vậy? Nhưng mà trời trời, trời ơi là trời. Em như vậy lừa dối tôi như vậy. Bây giờ tôi với em, tôi nói thiệt. Không để em bằng tay nữa. Chia tay.